Thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua trên 200 nhá. Trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm xả kho đầu tiên thì ở đây em còn một cái bộ dao Nhật 6 món này, một cái bộ dao Nhật 6 món của thương hiệu Asaka Japan nhé. Em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ luôn. Đấy. Số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhá, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu. Đúng bộ này. Bộ dao hàng mới nộp luôn. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhá, một cái giá đỡ dao. Đấy. Và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Đây em bóc cho bác coi. Một cái hộp đựng dao. Đựng dao kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ trong hết luôn. Đây, bao cái ba con. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này, một cây kéo nhá. Đấy để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá, thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi, một cái cây kéo này. Cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây để giá này em để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy thì về vị dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này, cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhé, con này là các bác thái bản to, đấy, thái hoặc là các bác băm, đấy, thái hoặc là các bác băm 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 nhẹ hoặc các bác thái bản to các bác dùng này cho, đấy, rất ok, dao cực kỳ sắc bén nhé, bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi, đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa vừa chặt vừa thái nhé, con này vừa chặt vừa thái này, đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn, đấy, khá là dày nhá, vừa chặt vừa thái Asaka Japan, cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn, đấy, bộ này thì sẽ gồm có bác tổng là đây trên tay em đang cầm đây sẽ gồm có cho bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này, đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này, đấy, và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6, thì tổng một bộ nhai này đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhai là 6 món nhá, tổng một bộ nhai là 6 món là bao gồm là 3 dao, một kéo, một liếc mài và một giá đỡ nhai. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000. 130k một cái bộ dao 6 món này, chứ 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. À, một giá đỡ này, à, 3 con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này. Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong đấy, các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào, ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá, thì các bác mua cho em một cái túi này về. Một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này, thì về các bác cứ dở này ra, sau đó là các bọc cho em vào cái bát cái đĩa này mình, để em lấy cái bát bọc cho bác coi này. Đây nhá, ví dụ như là nhà các bác là trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào đấy để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này, đấy rồi là côn trùng con chiếc các thứ nó không bay vào này. Đấy rồi là cho nó kín này, ví dụ các bác mình có bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này, đấy thì mình lấy cái này các bác bọc vào cho em kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái phần dây thun này, nó sẽ tít vào luôn đấy, rất ok, bọc kín cái bát này luôn nhá, kín ngon lành luôn, rất đẹp luôn nhá. Đấy, và khi nào các bác dùng thì các bác dở ra, và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào đấy, các bác cứ giữ làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được, mạnh tay quá thì nó rách có thế thôi. Đấy, còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy thì một cái bọc, một cái bịch này nhá, một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá, một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này, đây này, nó có từng cái nhỏ một nhá. Ở đây nó có phần dây thun nó co giãn này, đấy, dây thun nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa ok luôn. Đấy, vào bát, vào đĩa bọc thức ăn nhà mình nhá.
đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào đấy, rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá các bác nhá. Ok luôn đấy, đặc biệt là cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn đấy, thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn đấy. Bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa, xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn. Bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 10k một túi nhá. Một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi rồi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay. Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gáng lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất là nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó các bác cắp ra thì các bác dùng này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn, bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá, vỉ gác chảo rán đấy, còn có 40.000 một cái thôi, 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, còn hai cái bán nốt nhá, cái này là inox dùng xịn lắm. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán, rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu nhiều mỡ này. Đấy, bình thường là các bác bỏ ra đĩa các thứ ra ấy, là nó rất hay nhiều dầu nhiều mỡ nhá. Thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, thì ví dụ như là có cái chảo sẵn nha, để vào đây cho em. Đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá. Và khi nào mà róc mỡ xong các bác gắp ra, ok luôn, rất là thông minh nhá. Bằng inox Blank 4, chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá, size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá, em còn có một hai, còn hai cái nhá, còn hai cái xả kho luôn, 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, một cái khay này thì đây các đợi chút em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này. Khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này, khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này, và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này. Tiếp đến cái khay thứ hai này. Đấy, khay thứ ba này, khay thứ tư này, và khay to nhất là khay thứ năm. Đây, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn, có thấy không, quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Wailing có in trên sản phẩm luôn, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này, đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này, bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất, các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ nhảy đấy, trên hình các bác đang coi đây. Đấy, và cũng trên tay em đang cầm đây, thực tế là 5 cái khay đây, rất đẹp luôn, sáng choang luôn nhá, sáng choang luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái, bộ khay tròn inox 5 cái nhá, bộ khay tròn 5 cái đi. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn, bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ, cũng bán nhanh xả kho luôn, 100.000 một bộ nhá, 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Nhiều bác hỏi đũa thìa inox bên em có không, thì đây em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy, thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhá, đũa và thìa inox thì đây hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này, và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức này. Đấy, hình hai thằng người này, Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa như này sẽ gồm có là năm đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi Su 304. Phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gắp cho em thoải mái, gắp thao hồ luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn đến sức khỏe luôn. Đấy, Su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn.
Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50.000 thôi, 50.000 một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8.000 hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50.000 hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Wailing này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy, các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy, thì một hộp thìa như này sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy, thì sẽ có giá là 5k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này. Đũa inox này. Đũa inox của Đức nhá. Đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Đấy, thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa. Thìa inox này, thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50k luôn. Bán đồng giá bác là 50.000 thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. Lấy thìa báo cho em, lấy đũa báo cho em thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Giá đang bán là 50k. Và cái hộp đũa inox 5 cái 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều. Đấy, Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ, em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này. Khay bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi, 50k một cái bộ khay 5 tầng nha, 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy, nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy, tổng thể kích thước nhá. Đấy thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này, mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha, 5 cái khay tròn xe nha. Đấy, 5 cái khay tròn xe này, 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy, đây. Đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy, và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nha các bác nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây một khay một cái này. Đấy, và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hợp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy, bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy, trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10cm này, đường kính cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này. Cái bộ thứ 3 là 14 này, thứ 4 là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá, 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ, em đang xả kho bán anh luôn ạ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là 3 dao này. Đấy, 3 cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, 3 cây dao này. Một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này. Đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này. Đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn. Các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây, cái này là cái khuôn nhá. Cái khuôn để các bác có thể làm bánh này. Rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất là ok luôn. Đây, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay. Cái này chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ. Đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2, 4, 5 món nhá. 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen. Em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả các bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000. Hôm nay em còn duy nhất một bộ xả luôn đấy bác. Giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá.
bộ dao đen của Asaka Japan đấy, chất thép SK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ đâu nhá, 70k một bộ này đấy, bán nhanh xả kho luôn. 70k một bộ đấy, bộ dao đen, bộ dao đen 70k một bộ này, giá quá rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là ba con dao, một cái khuôn, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá, ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen 70.000 một bộ dao đen đấy nhá, 70k một bộ nha. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, cái bộ chổi quét bụi nó rất là hay. Cái bộ này nó thiết kế rất là hay, là nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, này. Đấy. Các bác dùng ví dụ như ở trên những cái chỗ ví dụ như là ban bàn thờ này, các bác dọn dẹp này. Đấy. Rồi là những cái chỗ khe kẽ là mình mang cái con chổi to nên rất là lồng còng, thì các bác mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ này thì chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ. Đấy, hoặc là cái bộ chổi quét bụi mini đó. Đấy, bộ chổi quét bụi này. Chổi quét bụi mini nhá. Chổi quét bụi mini. Đấy, các bác dùng ở quét ở ban bàn thờ, thứ là những cái chỗ mà khe kẽ. Đấy, không cồng kềnh các bác không lôn được thì các bác lấy mua cho cái bộ này về. À, giá bộ này đang gửi bác là 30k một bộ nhá. 30k. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái con chổi này và một cái gầu hót rác nhá. Đấy, ví dụ như các bác dọn dẹp cái phần ban bàn thờ. Đấy, nó nhỏ gọn, xinh xinh này. Đấy, các bác dùng để các bác khua khua những cái bụi này, những cái phần khe kẽ đấy, các bác khua rất ok. Đấy, rồi các bác có thể dùng con chổi này, những phần khe kẽ các bác dùng để các bác phẩy này. Đấy, các bác phẩy, các bác dọn dẹp những cái phần khung cửa sổ này cũng rất là hợp lý luôn nhá. Giá thì bình dân thôi, nó chỉ có 30.000 một bộ thôi nhá. Đấy, cái phần đầu nó sẽ phần cước này. Đấy, phần cước rất là bông luôn. Đó, phần cước rất là dẻo và bông. Đấy, và một cái gầu hót rác đi kèm nha. Giá đang gửi bác là 30k một bộ nhá. Bộ 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi mini nhá. Bộ chổi quét bụi mini dọn dẹp ban bàn thờ, khe kẽ những cái chỗ mà cồng kềnh, các bác không mang được những cái bộ chổi to này, các bác mua cho cái bộ này về. Đấy, 30k một bộ chổi quét bụi mini nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xanh này. Lên mã cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh để về các bác dùng để tẩy xoong, tẩy nồi. Đấy, dịp cuối năm các bác dọn dẹp nhà cửa này, đấy, xong nồi thứ là các bác cũng là đánh rửa sạch sẽ, thì các bác mua trong cái lọ này về. Một cái lọ tẩy xanh này thì giá là bình dân thôi, nó chỉ có 20.000 một lọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ tẩy xanh nhá, lọ tẩy xanh. Tẩy xanh các bác dùng để tẩy xong nồi nhá, 20k nhá, 20k một cái lọ tẩy xanh nha. Đấy, 20k một lọ này. Đó, giá cực kỳ bình dân luôn đây. Thì nó là cái dạng, đây nó là cái dạng bột bột này này, đấy, cái dạng bột này. Thì cái này về rất là dễ xài thôi. Ví dụ xong nồi nhà mình thì các bác rửa qua cho em một cái lượt nước đi, sau đó các bác dùng này, các bác phết lên và các bác dùng cho em cái cọ xong bằng sắt ấy. Đấy, cái cọ xong bằng sắt nhà mình vẫn hay xài, các bác kết hợp với lại cái cọ xong bằng sắt rồi. Đấy, các bác dùng để các bác kết hợp với cái bột này, các bác đánh rất là sạch luôn. Đấy, sạch hết những phần cặn bẩn, nó bám lâu ngày thứ này, dầu mỡ ra rất ok luôn. Giá một hộp này là 20k một hộp nhá. 20k một hộp, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh, hộp tẩy xong nồi. Đấy, hộp tẩy xanh, hộp tẩy xong nồi. Giá đang gửi bác là 20k. Đây, chuyên dùng để các bác dùng để tẩy xong, tẩy nồi cái thứ này. Đấy, sạch sáng bóng cực kỳ ok luôn. 20k một hộp nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này em bán khá là nhiều rồi các bạn. Đây. Các bác cùng xem này. Đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện thì chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong rất là mới xong nồi luôn. 20k nhá, 20k một hũ tẩy xanh, một hũ tẩy xong nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, bộ nạo rất hay, một cái bộ nạo sẽ gồm có là 3 món. Các bác mua về dùng để dịp Tết nhất, nhiều cỗ bàn là thứ các bác mua về cho em. Đấy, mình nạo các thứ hoa quả này ok luôn. Một cái bộ nạo này sẽ gồm có là một cái cây nạo này. Một cái cây nạo thì nó sẽ có là hai kiểu nạo nhá. Một cái kiểu nạo thường và một cái kiểu nạo sợi này. Đấy, các bác nạo sợi các bác nạo cho em phần bên này. Nạo thường là các bác nạo cho em phần bên này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn luôn. Toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Đấy. Và một cái cây nạo kiểu dạng nạo ngang tay này. Nhiều bác cầm cái kiểu dọc này các bác không cầm được thì các bác có thể chuyển qua cầm cái kiểu ngang tay này. Đấy, cầm cái kiểu ngang tay các bác cầm cái cây này. Và một cái con dao nhá, một cái con dao. Đấy, con dao để các bác tỉa tót hoa này, rồi là những cái phần nó sâu ở trong quả kia rồi các bác dùng để các bác khoét, các bác khều ra. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác có những cái món lòng gà, lòng vịt ấy, các bác dùng cái con dao này các bác xía làm lòng gà, lòng vịt rất tiện luôn. Đấy, con này em làm xài thích cực kỳ. Và đằng sau nó có một cái rất là hay là một cái zip này. Đấy,
Đấy, ví dụ những cái phần lông gà, lông vịt, lông non, lông măng các bác dùng thì các bác zip, các bác gắp ra rất ok luôn. Đấy, một bộ nạo này sẽ gồm có là cho các bác là ba món và rất là nhiều những cái chức năng trong cái bộ nạo này, nạo thường, nạo sợi này, rồi là có dao giếc, dao nhỏ nhỏ đi kèm. Một bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có 30 ngàn một bộ thôi nhá, 30 ngàn một bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ nạo ba món nhá, inox 34 cực kỳ sắc bén luôn, nạo sắc ngon lắm. Bộ nạo ba món này, bộ nạo ba món này với giá bên em đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30 ngàn một cái bộ nạo ba món nhá, 30k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái cây cọ cốc silicone, để về các bác tết nhất mình rửa cốc rửa chén này rất cần một cái cây cọ cốc này. Đấy, đặc biệt là những cái dòng cốc mà cốc nó sâu ấy, cốc nó sâu, cốc nó dài thì các bác mua cho em mấy cốc này về, à mua cho em mấy cây cọ này về các bác cọ nhá, dùng rất hay luôn. Đây, đấy. Ví dụ như đây, cái cốc này thì không nói thì các bác có thể luồn tay được, hoặc là những cái cốc mà nó dài hơn, nó sâu hơn. Đấy, dài hơn khoảng tầm là 20 cm này. Cốc nó rất là sâu, các bác không thể luồn tay vào được nhá. Thì các bác mua cho em cái này về, các bác luồn nó vào. Đấy, các bác dùng để các bác cọ này. Đấy, cọ rửa cái phần cốc, những cái phần cốc sâu nhá. Cốc này rồi là chai lọ, những cái phần mà những cái đồ mà nó sâu thì các bác xỏ cái này vào để các bác cọ cho em nhá. Đấy. Cái phần đầu này của nó sẽ là dạng đầu silicone nhá, nên khi mà các bác cọ ấy nó rất là sạch cũng như rất là mềm. Nó không lo nó bị xước đồ, và đồng thời nó trả hết những phần cấu ghét bẩn ở trong cốc mình ra. Đấy, tay cầm cán nhựa nhá. Con này nó dài, chiều dài nó rơi khoảng tầm là 25-27 cm, khá là dài đấy. Đó, thì bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone nha, với giá sẽ là đi 20k một cây nhá, 20k một cây thôi, 20k một cây đó, 20k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, đang gửi bác là 20k. Các bác cọ những cái cốc nó sâu, những cái chai lọ nó sâu, các bác không luồn tay được thì các bác dùng cái này, các bác luồn vào để các bác cọ nhá, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn quay. Đấy, cái đèn quay nhiều màu nhá, đấy, rất nhiều màu sắc, rất đẹp luôn. Giá bữa trước đang bán với bác là 60 ngàn, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 40k cho một chiếc đèn quay này. Đấy, chỉ có 40 ngàn thôi một chiếc đèn quay, rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đó, sẽ gồm có cho bác là một cái đuôi nhá, một cái đuôi. Đấy, cái đuôi này có kèm cả công tắc bật tắt này, rất tiện lợi luôn, và một cái con đèn. Đấy, con đèn này thì cái nguyên lý động của nó là nó cứ sẽ quay tròn nhá, quay tròn và nó tạo hiệu ứng rất nhiều màu khác nhau và nó chiếu được rất là xa các bác nhá, nó phản ra rất là xa. Đấy, thì về các bác kết nối thì các bác chỉ việc xoáy vào cái đuôi này cho em này. Xoáy vào cái đuôi này. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào trong nguồn 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp nguồn 220 và các bác bật lên cho em. Đấy. Là bắt đầu là cứ thế là nó quay thôi các bác nhá. Cứ này nó quay tròn này, các bác nhìn này. Cứ như này là quay tròn này rồi. Đấy, và nó sẽ chiếu ra, chiếu cái ánh sáng này rất nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp luôn. Cái này em đang để trong cái điều kiện là nó các bác nhá. Nó hơi tối. À, nó hơi sáng một chút, đây em tắt cái đèn này. Đó, vào đây không? Khi mà tắt cái đèn đi thì nhìn nó lên nó rất là rực rỡ luôn. Đó, nhìn rất là rực rỡ nhá. Nó rất nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau. Và nó cứ thế là nó quay tròn đi này. Nhìn này. Đấy, nó cứ quay tròn. Và nó chiếu rất là xa luôn. Đấy, nó chiếu được xa và chiếu được không gian rộng nhá. Đấy, nó cứ quay tròn này thôi. Đó, thì lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là đèn quay nhá. Đèn quay nhiều màu sắc khác nhau, cứ quay tròn nha. Đấy, thì ở đây nó có tích hợp cả cái công tắc bật tắt này, lúc nào mà dùng ấy thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, bằng cái công tắc ở cái đùi luôn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, lúc nào dùng bật lên cho em. Ok luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn quay, hôm nay em xả kho bán em bác luôn. Chỉ còn có 40k nhá, 40k cho một chiếc đèn quay nha. Đấy, đèn quay nhiều màu sắc rất là đẹp nha. Đấy, lung linh lên cho các bác, nhìn như ba sàn, nhìn như là vũ trường luôn nhá, rất đẹp luôn. Đó, về các bác dùng để trang trí ngày Tết, ngày nhất các thứ, nhà cửa quá ok luôn. Tiếp theo thì em về thêm cho bác cái lô hàng đó là cái con máy xay bột này. Đấy, máy xay bột cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó, lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy xay bột nhá. Một con máy xay bột sử dụng nguồn điện 220. Đó, rất tiện dụng luôn. Về cái sản phẩm này thì thông số công suất của nó thì công suất sẽ là vào 250W nhá, sử dụng nguồn điện là 220, tần số 50Hz này. Đó. Con này thì các bác có thể xay được rất nhiều những cái đồ khác nhau, ví dụ như là bột quế này, xay thành bột này, rồi là xay bột ớt này, xay bột cái này hạt tiêu này, rồi là bột đỗ này, bột gạo này, hoa hồi thảo quả này, những cái đồ gia giảm gia vị các bác muốn xay thành bột đấy thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, hoặc là ví dụ các bác mua về mình dùng để xay gạo nấu cháo này cũng rất ok luôn nhá. Đấy. Sản phẩm hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, em vào báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay bột cô nhá, máy xay bột đi. Đấy, máy xay bột này. Máy xay bột này thì bữa trước bên em đang bán là 160 ngàn. Đấy, hôm nay em giảm giá cũng thanh lý xả kho bán nhanh các bác luôn. Chỉ còn có 120
20.000 thôi, bán nhanh luôn, 120.000 một con máy xay bột nhau nhá, 120k mới keng luôn và cực kỳ dễ dùng nhá, cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và em nhắc lại với các bác là cái con này nó chỉ chuyên dùng để các bác xay khô thôi nhá, đấy, xay bột khô nhá, chứ còn xay bột ướt là không xay đâu, chỉ chuyên dùng cho xay bột khô thôi. Đấy thì về rất là dễ dùng, các bác chỉ việc mở nắp này, cho cái đồ các bác cần xay cho vào đây đấy, và các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 đó, và khi mà các bác đậy cái nắp này vào, nó sẽ có một cái công tắc ở đây này đấy, các bác ấn vào đây, đấy, ấn vào đây là cứ thế là nó quay thôi nhá, cứ thế là nó quay là nó xay thôi, xay cực kỳ mịn luôn, riêng dòng này xay rất mịn nhá, nếu mà không mịn thì bên em không lấy tiền các bác luôn, các bác cứ về xay test cho em thoải mái luôn đó. Các bác nhìn cái phần lưỡi nó này, lưỡi nó kiểu dạng là lưỡi xoắn, lưỡi kiểu nhiều cạnh em nhá, nên là nó xay rất là nhuyễn nhá, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, cái phần trên này thì toàn bộ nó inox 34, rất chắc chắn luôn nhá, bền. Đấy, chất lượng cầm khá là nặng tay nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô. Đấy, xay đỗ tương này, xay gạo này, xay các kiểu các loại này, xay bột ớt này, xay bột quế này, các thứ luôn. Đấy, 120.000 một chiếc nhá, 120k cho một cái con máy xay bột khô này, xay rất nhuyễn luôn nhá. Đấy, xay nhuyễn luôn, các bác không cần phải mang ra quán xá gì, mình chỉ việc ví dụ ở nhà mình có tí món cháo, món lão thứ đấy, mình muốn xay tí bột gạo để mình nấu cháo thì các bác cho luôn đây, các bác xay này. Đấy, cho luôn là xay rất tiện luôn, xay tí cái là các bác cho là các bác nấu luôn, ok luôn đó. Máy xay bột khô nhá, 120k nhá, 120k cho một chiếc máy xay bột khô này, dùng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cuộn dây phơi quần áo này, em xả kho luôn cái này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là dây phơi đồ. Đấy, dây phơi đồ hoặc là dây phơi quần áo đều được, nay em giảm giá xả kho bác dễ mua luôn, giá chỉ còn có 10.000 một cuộn thôi, 10k một cái cuộn dây phơi nhà, với chiều dài tổng thể là 5m nhá, 5m đó, 5m có 10.000 một cuộn thôi, bán nhanh xả kho bác luôn. Mỗi cuộn này thì nó đều có cái móc cài nhá, đều có cái móc cài luôn, đây này, đều có móc cài luôn. Đây, nó có cái móc cài ở đầu này, nó có móc cài luôn nhá. Đấy, hai đầu hai móc cài. Và ở đây thiết kế rất hay. Đấy, nó có những cái phần Q1 này. Đấy thì khi mà các bác treo đồ, các bác treo vào những cái khe này thì nó không bị bay đồ nhá. Đấy, không bị bay đồ, phơi đồ. Riêng con này thì các bác cứ rầm rã treo ngoài mưa nắng thoải mái treo luôn. Vì như em cũng đang dùng cái sợi này từ đợt đầu năm, em cũng rầm rã phơi ngoài mưa nắng thoải mái mà. Cũng không rõ là nó đồng cái chất cước gì nhưng mà em thấy nó siêu bền luôn. Nó bền dã man luôn ạ. Nắng mưa các thứ là các bác phơi ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác dùng về phơi đồ này, mình phơi chăn, phơi màn, các thứ, phơi chiếu này này, rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, mua mình xem chiều dài, chiều dốc, các thứ mình cần bao nhiêu thì các bác cứ tính ra. Một cuộn này là 5m này. Đấy, các bác tính xem mình cần mua bao nhiêu mét thì các bác mua nhá. Và con này có thể là nối tiếp vào với nhau được vì nó có cái phần móc này này. Đấy, có phần móc này rất ok luôn. Giá thì bình dân hàng rẻ thôi. Mai em xả kho bán này bác luôn, chỉ còn có 10.000 một cuộn nhá. 10.000 một cuộn dây phơi. Siêu bền luôn nhá, dòng cước cực kỳ bền. Đấy, nó là dạng cước rất bền luôn. Đó. Là 10k một cuộn nhá, một cuộn này dài được là 5m này. Đấy, một cuộn dài 5m. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy các bác về dùng, mình dùng để phơi đồ đấy, phơi đồ, phơi quần áo móc lên rồi là ví dụ chăn màn nó ra. Đấy, nó có những cái phần lỗ nhá. Ví dụ là gió nó có bay quần áo thứ thì không vấn đề đâu ạ. Đấy, nó không bị rơi, không bị các thứ nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về các bác cứ dầm mưa dãi nắng cho em thoải mái. Con này dầm mưa dãi nắng cực kỳ ok luôn. 10k một cuộn nhá, 10k một cuộn. Một cuộn dài là 5m thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái xốp mút rửa bát này. Đấy, một cái combo xốp mút rửa bát này thì sẽ gồm có là đi tổng là 3 miếng nhá. 3 miếng để về các bác dùng rửa bát, rửa đĩa thứ là rất ok luôn. Đấy, rất sạch nhá. Đây, nó sẽ gồm có một cái combo này, nó sẽ gồm có là 3 miếng. 3 cái miếng mút rửa bát này. Đấy, 3 cái miếng mút rửa bát này. Một cái miếng này sẽ gồm có là hai mặt này. Đấy, các bác về dùng để rửa bát rửa đĩa rất là sạch luôn. Đó, đây, một combo là các bác mua là được 3 miếng này. Đấy, sẽ gồm có là một cái mặt nhám để các bác có thể là ví dụ như là những cái chỗ nào mà nó két vào các bác dùng để các bác đánh nhá, và một cái phần trơn này để các bác rửa bình thường. Đó, về rất là ok. Về rửa son, rửa nồi, rửa đồ, rửa đạc các thứ như mình, rất là hay luôn. Một cái combo này là một cái combo miếng mút rửa bát này là 3 miếng này, với giá thì chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo miếng mút, miếng xốp rửa bát nhá. Đấy, một combo này là 10k nhá, 10k. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng xốp rửa bát. Xốp rửa bát nhá. Đấy, xốp rửa bát, một combo 3 miếng nhá. Đấy, một combo là 3 miếng, bán một combo này là 10.000. Đấy, 10.000 3 miếng nhá, rất ok luôn. Đó, giá rất bình dân. Mua về rửa bát, rửa đĩa, thứ rửa đồ đấy thì mình ok luôn. Có hai mặt nhá, một mặt là
mịn và một cái mặt là nhám để các bác kỳ những cái phần cứng đầu, còn cái phần mịn này các bác cọ rửa bình thường. Đó, 10k các bác nhá, 10k. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k bộ nhá, 30k bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút, bộ ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá, các bác không cần phải cho mồm mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá. Thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp vào, các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này. Đấy, là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy, đi kèm là một cái đai siết nữa. Thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên. Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác cái ống này các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác nếu mà các bác không thì các bác để nguyên được. Ví dụ các bác lắp vào đầu não cũng được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào, thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp đầu vào. Đấy. Thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ rồi. Đấy, rồi là nước, rượu thứ rồi các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Hút chất lỏng sang chỗ khác vậy hãy mua cái này, hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu, em nói luôn đấy nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là không hút được, các bác để ngang bằng sao hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được nhá. 30.000 một cái bộ hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái cây xăm thịt này. Lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá. Cây này về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món, ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ, rồi mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy. Hoặc là các bác nướng cả tảng, các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ, thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn. Thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng là các bác châm được chưa? Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái nhỗ, lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòe nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên, bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã cho em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái trăm, 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ cùng có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá. Thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất ok. Giá nó hạt rẻ lắm, một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xe lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm dép là đấy, thái dao với con thứ mà cầm nó không chắc ấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, các nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đâu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn này, các nhìn này. Kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, các nhìn này, các nhìn này.
kéo co giãn dã man luôn, các bạn nhìn này. Em kéo nó giãn này, nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này, một hộp là đi 100 cái nhá các bác nhá, một hộp là số lượng là 100 cái. 100 cái nhà này, 100 cái này, tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái này, tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. À, một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá, một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó. Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá, co giãn rất tốt. Đấy, nó là dạng dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy. Nên co giãn rất ok. 20k một cái đôi bao tay phẩm một hộp nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái máy đánh trứng này. Để mã em sẽ là máy đánh trứng hoặc là cái máy đánh tạo bọt cà phê được. Đấy. 30k nhá, 30k. Các bác về dùng để tạo bọt cà phê, đánh cà phê này, rồi là các bác đánh trứng này đều được luôn. Đấy, rất là hay. 30k nhá, 30k một cái chiếc máy đánh trứng, máy đánh trứng đánh cà phê này. Đấy, khá chắc chắn luôn nhá. Đây là phần công tắc này. Đấy, phần công tắc. Thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác tháo cái phần lắp ra. Lắp cho em hai viên pin rồi nhá. Con này nó sử dụng hai viên pin to nhá, hai viên pin to. Lắp cho em hai viên pin thôi. Đây để đã cho em lắp pin rồi cho em quay bác con này. Đây nhá, về thì bác lắp cho em hai viên pin, hai cái viên pin con thỏ vào. Đây này, lắp hai viên pin con thỏ vào. Các bác lắp vào. Đậy nắp vào là cứ thế là máy chạy thôi nhá. Máy chạy rất là khỏe đấy. Đây. Đó, máy chạy rất là khỏe luôn. Nó cái độ ngoáy của nó rất là hay. Cái độ ngoáy nó rất là tít luôn nhá. Đấy, cái độ ngoáy của nó để các bác dùng để đánh trứng này. Rồi là đánh tạo bọt cà phê. Đây cái phần đầu nó này, nó thiết kế dạng lò xo này. Đấy, đánh dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê nhá. Đây này. Nó lắc rất là khỏe luôn. Đó. Đây để em. Đấy, các bác nghe tiếng này. Có nghe tiếng chưa? Cái độ lắc của nó rất là khỏe luôn nhá. Đấy, dùng mình dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê thì cực kỳ nhiều bọt luôn. Đó, thấy không? Chỉ cần hai viên pin thôi nhé, không cần nhiều, cần hai viên pin thôi các bác lắp vào là xài. Rất hay. Đó, cho vào tí cái là bọt hoặc trứng, bọt cà phê thứ là nó bông luôn nhá. 30.000 một cây nhá. Lên mã em cho cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng, máy đánh trứng tạo bọt cà phê 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái dòng thắt lưng ví da. Đấy, thắt lưng ví da khâu tay hàng của Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Đây, thắt lưng thì là tại vì em có về thêm các là màu nâu này, đấy, màu nâu nhá. Mặt thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đó. Hàng made in USA. Đây. Đó, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Made in USA nhá, hàng da bò của Mỹ chuẩn xịn luôn. Da này thì da thật 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, đốt lửa hư lửa cho em thoải mái luôn. Đó. Con này màu nâu này. Một bộ là cả kem mặt này luôn nhá, cả kem mặt này luôn. Đó. Đây đợi chút em lấy cho bác cái con màu đen này. Nói chung rất là đẹp quá nhá. Bác mua về Tết nhất mình đi chơi đi bờ này. Đấy, ok luôn. Da thì cực kỳ đẹp, da nó đẹp lắm. Da quá chất luôn. Đây. Made in USA này. Đó, made in USA nhá. Da cực kỳ xịn sò, ok luôn. Đó. Ở da của nó là toàn bộ bo viền hết. Toàn bộ bo viền hết luôn, vốt viền hết luôn. Đó thì bên em đang có hai mã nhá. Một mã màu nâu và một mã màu đen. Đấy, bao gồm là cả mặt cho bác luôn. Cả mặt luôn nhá. Mặt thì cũng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Thì bên em sẽ gửi bác đồng giá màu nâu màu đen thì sẽ đồng giá là 180.000. Lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180k nhá, 80k. Sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhá. Lấy màu nâu thì báo cho em, lấy màu đen thì báo cho em. Là đồng giá là 180.000 một sợi nhá. Đấy. Hàng cam kết bác là da 100% luôn, dùng cực kỳ thích luôn nhá, nhá. Cái dòng da này các bác càng dùng nó càng dẻo và càng dùng nó càng bóng. Da thật của nó mà. Đấy, hàng Mỹ nên là có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, đây. Made in USA này, đó. 180.000 một sợi nhá. Nâu đen đồng giá nhau luôn. Còn ngoài ra thì có ví này. Ví nhá.
Ví thì bên em cũng có hai màu là màu đen và màu nâu. Thì các bác cứ lấy màu nào thì cứ báo nha. Đây màu nâu đây. Đấy màu nâu, rất chất lượng, rất đẹp luôn. Đó. Ví cũng của ví của Mỹ nha, ví cũng của Mỹ luôn. Ví này thì là dòng ví khâu tay nhá, các bác nhìn này. Toàn bộ bo viền khâu tay hết luôn nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy khâu tay rất cẩn thận. Đây, made in USA nhá. Cực kỳ nhiều ngăn luôn, thoải mái các bác đựng. Đấy ngăn đựng thẻ này, đựng giấy tờ, đựng căn cước các thứ đây. Ok luôn nhá. Đấy. Ngăn dọc, ngăn ngang có đủ cả, có cả một cái ngăn khóa để các bác bỏ quỹ đen. Đấy. Hàng da bò nguyên miếng luôn nhá, da bò nguyên miếng luôn này, cực kỳ xịn. Cái dòng này thì em cứ bảo hành da đấy bác luôn, riêng mấy dạng thắt lưng với lại ví này em bảo hành da bác luôn, bảo hành cho bác 2 năm. Nếu mà các bác xà nó bị nổ hoặc là nó bị bong nha, gửi về em đổi cho bác con khác luôn. Bảo hành cam kết bác luôn, vì cái dòng này em dùng rồi mà. Em dùng con này khoảng năm 3 4 năm nay rồi, em biết chất nó nhà rồi mà. Quá chất lượng luôn. Đấy, con này có màu đen này. Con này màu đen. Đây con này màu đen rất là đẹp nhá. Đấy. Màu nâu cũng quá ok luôn. Đấy các bác lấy màu nào báo cho em nhé. Đấy hàng made in USA. Đó, made in USA. Đó thì em báo giá nhanh luôn. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái ví da bò khâu tay nhá. Ví da bò khâu tay. Ví da bò khâu tay cũng của Mỹ nhá, made in USA nhá. Giá thì hạt rẻ thôi, 140k nhá, 140k một chiếc ví da bò khâu tay này, 140.000. Riêng cái dòng ví này thì các bác chê thì không có cái ví nào mà các bác ưng được luôn. Em nói thật bác luôn. Ví cực kỳ đẹp và hàng da cũng bảo hành cho bác luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, đốt hơ cho em thoải mái luôn. Đấy, đốt lửa hơ lửa cho em thoải mái luôn. Dòng này. Đấy, cũng 100% da thật tự nhiên luôn nhá. Ví da bò khâu tay là 140.000 một chiếc nhá. Còn là thắt lưng thì đang gửi bác là 180.000. Đấy, thắt lưng là 180. Còn là ví da bò thì là 140 nhá, 140. Đấy. Hai mã là đều có màu nâu và màu đen hết nhá. Thì các bác cứ lấy màu nào thì cứ báo nha em nhặt cho bác. À nhiều bác bữa trước là chưa mua được màu đen đấy. Màu đen đang hết mà. Cái ví này. Đấy thì bác nào chưa mua thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, màu đen thì vừa về xong. Rất ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, một cái mã hàng cũng rất là mới, rất là hay. Đó liên quan đó đến cái tấm liên quan về view nhà tắm ở tiếc này. Đấy, hoặc là những cái chỗ nào trơn trượt thì các bác mua cho em cái tấm này về. Nó là cái tấm dạng cái tấm silicone. Đấy cái tấm silicone. Nó là cái tấm trải sàn chống trơn trượt nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái tấm trải sàn chống trơn trượt đây. Ở dưới này có những cái phần mút để nó ôm sát vào sàn này. Còn bên trên này thì là những cái phần lỗ này, lỗ thoát nước cũng như là những cái lỗ lồi lên, gai lên để nó chống trơn trượt nhá. Đấy. Ví dụ như là sàn nhà tắm các thứ nhà mình nó bị đang bị trơn trượt này. Đấy thì các bác mua cái tấm này về các bác giải cho em nhá. Các bác giải cho rất ok luôn. Con này kích thước của nó thì sẽ là 35 nhá. 35 là chiều rộng nhá. 35 thì chiều rộng và 70 là chiều dài. 35 x 70 nhá. Giá thì em báo giá luôn, đang gửi bác là 60.000 một tấm này. 60k một cái tấm trải sàn chống trơn trượt nhá. Lên mã em sẽ là cái tấm trải sàn chống trơn trượt. Đấy. 60.000 một tấm thôi. Đấy, con này khá là to, ví dụ như nhà tắm các bác khoảng tầm 2-3 tấm thôi là em nghĩ là thoải mái rồi. Mình chủ yếu mình lót những cái chỗ đường đi lối lại ở những cái chỗ mà mình ngồi tắm các thứ, mình đứng mình tắm ấy, nó hay bị trơn trượt thì các bác mà mua cái tấm này về các bác trải ra. Đấy để cho nó đỡ trơn trượt nhá. Đấy, tránh tình trạng trơn trượt xảy ra. Giá đang gửi bác là 60k một tấm nhá, 60k một tấm. Lên mã anh em sẽ là tấm trải sàn chống trơn trượt. Kích thước của nó sẽ là 35 x 70, rất là to đấy, 35 x 70 mà. Các bác giải vài ba tấm thôi là cũng kín xung quanh cái khu vực mình sử dụng rồi. Đây. Các bác cùng xem này. Để đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi tắm, miếng silicone với các lỗ phân bổ đều khắp đáy sẽ bám chặt vào mặt sàn không bị trượt hay xê dịch khi gặp nước. Thiết kế các mặt lỗ lồi cũng giúp massage chân hiệu quả khi tắm. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Các bác đi vào nhà tắm cứ hay bị ngã này. Ấy, thấy không? Rất nguy hiểm nhá. Thì các bác mua chân con này về các bác giải ra. Đấy, giải vào nhà tắm nhà mình nhá. Đấy, đặc biệt là người già trước là chân tay đi hay cứ hay lạng quạng ấy. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua này về. Các bác giải nó lên sàn, vừa chống trơn trượt này. Đấy, rồi là vừa sử dụng ok. Cái này thì các bác có thể là tự do thoải mái, lúc nào dùng được các bác giải xuống, lúc nào không dùng được mình có thể lột ra mình giặt rồi mình phơi lên. Đấy, rất là hay nhá. Đấy, nói chung là nó tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến. Đó, giá đang của bác là một cái tấm trải sàn chống trượt này. Kích thước là 35 x 70, giá đang của bác là 60.000 một tấm nhá, 60.000 một tấm. Hôm nay em về một cái mã hàng rất là hay, đó là cái này là cái túi đất sét này, cái túi đất sét. Đấy. Cái túi đất sét này em báo giá luôn. Bên em gửi bác sẽ là 5k nhá, 5k một cái túi đất sét nha, chỉ có 5.000 một túi thôi. Đấy, 5.000 một túi đây. Nó là cái dạng đất sét như này. Đấy, dạng đất sét dẻo nhá. Đó thì đây, nó như kiểu là
một cái miếng đất nặn nhá, một cái miếng đất nặn. Đó, một cái miếng đất nặn này. Thì ví dụ như là những cái chỗ lỗ nào mà các bác muốn bít vào ấy, rồi là những cái phần lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở, rồi là những cái chỗ chi tiết hở các bác muốn bít vào thì các bác mua cho em cái này về. Nó là thực ra nó không phải là đất đâu, nó là cái một cái dạng chất liệu mà em không rõ lắm, như nó dẻo dẻo như kiểu xốp ấy. Đấy, và nó cũng có độ dính ấy, có độ dính độ bám và nó có độ liên kết với nhau. Ví dụ các bác giật đất này này, đấy, các bác muốn dính lại với nhau nhá. Đấy, các bác chỉ việc quặn em cái này, quặn vài phát. Đấy, thế là nó lại dính liên kết chặt với nhau luôn, rất hay nhá. Đấy, và nó có thể là dẻo dẻo uốn uốn này. Đấy, vì về các bác bít vào những cái phần lỗ lỗ các thứ này, đấy, lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở này, rồi là những cái chi tiết các thứ rồi các bác bịt vào nhá, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là cái túi đất sét này, thì bên em đang bán một túi đất sét này là 5k một túi này. Đấy, về những cái lỗ các bác bít vào cho em nhá, 5k một cái túi đất sét này nhá, 5k một túi. Em vừa xem lại cái này thì chuẩn của nó là cái dạng xi măng các bạn, nó là cái dạng xi măng chống thấm nhá, xi măng chống thấm, xi măng dẻo nhá các nhá, rất là hay. Đấy, về các bác những cái phần lỗ hở các thứ là các bác dùng này có bít vào trong, đấy bít vào. Thì đây một cục này em đang bán, một cục em vừa bóc ra một túi này thì sẽ được một cục như này này. Đấy, một cục cũng tầm một nắm tay này, thì là 5.000 một túi nhá, thì nó sẽ ở trong túi sẵn này để cho nó đỡ bị khô ạ. Đấy, còn về các bác một thời gian là các bác để nó sẽ khô đi, đấy, nó sẽ khô đi. Đấy, em bóc qua chắc là khoảng tầm hơn tiếng rồi, nó vẫn rất là dẻo luôn. Đấy, về những cái chỗ nào mà các bác lỗ liếc các thứ là các bác phết cho em. Đấy, các bác bịt vào rất hay. Đây các bác cùng xem một cái video này. Đây. Có nhiều cái chỗ mà dư thừa như vậy thì nên dùng cái xi măng chống thấm để nhét vào này, đó để che đi cái khuyết điểm mà đi, hoặc là mấy cái lỗ điều hòa của mình á chét vào để đỡ hao tiền điện. Những lỗ dư thừa này mình có thể chét vào. Đây là xi măng dẻo chống thấm, có thể dùng khoảng 4 tiếng sau nó sẽ khô cứng lại, mình có thể đổ nước vào để cho nó mềm ra rồi bóc ra thôi. Các bác có nhu cầu thì có thể bấm mua nhá. Đấy, rất hay nhá. Cái này thì các bác để thì nó sẽ khô, còn nếu mà các bác muốn nó dẻo thì các bác đổ nước vào cho nó dẻo để các bác bóc ra, rất là hay luôn. Đó, nó là dạng xi măng dẻo, xi măng chống thấm. Thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái cục xi măng hoặc là cái cục đất sét đều được. Đấy, bên em đang gửi bác là một cái sản phẩm, một cái túi này này. Một cái túi này là 5k một túi này, 5k một túi nhá. Đấy, các bác lấy mấy túi được báo nha. Đấy, bán rẻ bác là 5.000 một túi thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, một cái mã hàng rất hay, đó là cái bộ que hàn này. Nó là cái nó cái này thì chuẩn, nó gọi là cái que hàn ở nhiệt độ thấp nhá, que hàn nhiệt độ thấp đó. Cái này thì nó như kiểu là dạng thiếc nhá, nhiều dạng thiếc với lại một số chất phụ gia để kết dính nhá. Đấy, thì nó là ở cái que hàn ở nhiệt độ thấp, bình thường là các bác hay dùng que hàn ở những cái con máy to là các bác phải dù dùng que hàn các bác mới hàn được. Như con này nó là ví dụ các bác có thể dùng những cái khò ga hoặc là con máy lửa các bác hơ nó thì nó sẽ chảy ra như kiểu nến ấy, nó chảy ra như kiểu nến ấy. Sau đó các bác dùng cái này các bác hàn vào những cái phần nó hở, những cái chỗ mà nó hở nó vỡ các thứ nhá. Đấy, những cái đồ nhôm sắt xi cho các bác dùng, các bác hàn vào rất là hay luôn. Ở bên em đang bán một cái túi ba que hàn như này thì sẽ có giá là đi 20.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái que hàn ở nhiệt độ thấp nhá. Que hàn nhiệt độ thấp giá đang ở bác là 20k một túi nhá. Đây các bác cùng xem này. Hàn đồ trong nhà phải dùng máy hàn điện. Bây giờ có loại thanh hàn mới này, chỉ cần một cái bật lửa nhỏ, sử dụng đơn giản, vô cùng chắc chắn, không cần chuyên môn, ai cũng có thể hàn được. Có thể hàn đồng, hàn sắt, hàn đôm hay inox, không cần dùng điện, chỉ cần bật lửa là được. Hơn nữa hàn rất chắc chắn, nếu cần thì nhấp vào giỏ hàng bên dưới đặt mua nhé. Trước đây, đấy, có thấy không? Các bác chỉ việc là lấy cái máy lửa ra các bác hơ thì nó sẽ chảy 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 cái keo hàn này ra nhá. Và cứ thế các bác hàn thôi, nó gọi là cái que hàn ở nhiệt độ thấp nhá. Đấy, que hàn ở nhiệt độ thấp về các bác hàn rất hay. Cái này thì khi mà hàn thì nó cũng sẽ hơi mùi hắc hắc một chút nhá, thì các bác nhớ cho em là khi mà làm một lúc khi mà các bác hàn thì các bác đeo giúp em cái khẩu trang vào đấy, để hoặc là các bác tránh ngửi ngửi đấy cái mùi này nhá, cái mùi nó hơi hắc hắc một chút đấy. Em vì em cũng đã thử rồi, mùi nó hơi hắc một chút nhá. Đấy, các bác về các bác dùng thì đeo khẩu trang cho em nhá. Đấy, đeo khẩu trang vào để có dùng cái que hàn ở nhiệt độ thấp nha. Đấy, đang bán một túi là ba que này là 20.000 nhá. Đấy, các bác mua về mình dùng để hàn. Một cái túi ba que này hàn được nhiều lắm. Cái này em bữa trước vừa nãy em đốt ra em thử là đốt ra một chút thôi nhưng nó chảy ra rất là nhiều luôn. Nhìn nó đặc như chảy rất là nhiều. Đấy. Que hàn ở nhiệt độ thấp nhá, đang gửi bác là một bịch này là 20k này, một bịch này 20k. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cây chổi phết dầu này. Đây mã em sẽ cây chổi phết dầu nhá. Nó là dạng silicon. Đấy, các bác dùng về để mình có những cái món nướng này, đấy những cái món chiên nướng này, đấy các bác muốn dùng để các bác phết dầu. Đấy, bình thường là các bác cứ hay dùng những cái cây chổi sơn cái thứ là các bác phết, nhìn nó rất là mất vệ sinh. Đấy, rồi chẳng may là ở trên
đang phết mà chẳng may nó rụng cái những cái lông ở những cái trên đấy ra, nó ăn mình ăn mà rất là nguy hiểm đấy. Các mua cho em cái cây này về, nó là dạng cây silicon nha, nó rất là dẻo này đấy, nó dạng silicon rất là dẻo đó. Các bác mua về dùng để các bác phết dầu phết mỡ vào món ăn các thứ này đấy, ví dụ như các bác phết quét dầu vào đấy, những cái món đồ nướng đồ chiên này mình nha. Đấy các bác dùng, các bác chấm dầu vào, sau đó các bác phết vào, chấm dầu chấm gia vị các bác phết vào nhá, rất hay luôn đó đây. Và dùng xong rồi các bác có thể rửa rửa vệ sinh sạch sẽ, nó là dạng silicone không thấm hút nước nô thứ gì nhá, các bác cứ sử dụng cho em yên tâm thoải mái luôn. Lên mã sẽ là cái cây chổi phết dầu chiều dài khoảng tầm 20 cm nhá. Chổi phết dầu đang có giá là 30k một cây nhá, 30k một cái cây chổi phết dầu nhá, 30.000 một cây thôi, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đấy các bác dùng để phết dầu phết mỡ thứ này đấy, quét dầu quét mỡ lên lên đồ nướng đồ chiên đồ xào nấu thứ này. Mấy cái chủ yếu là những cái món nướng nướng chiên chiên xào nấu à, những mấy cái món nướng chiên đấy là các bác hay dùng cái cây này để các bác phết lên nhá, rất là hay luôn. Chất liệu bằng silicon nhá, đấy, chất liệu bằng silicon. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chổi cọ sàn kèm cái chổi cọ sàn nhà kèm với cả gạt nước này. Đấy, để về các bác sử dụng tết nhất các bác gạt nước này, rồi đó các bác cọ sàn nhà rất là sạch luôn. Đấy thì một cái bộ chổi đầy đủ phụ kiện trong một chiếc túi này, thì về các bác lắp đặt và xài nhá. Nó sẽ gồm có là thân chổi này, đầu chổi nhá, đầu chổi thì rất là nhiều những cái lông và nó thiết kế theo dạng là kiểu dạng đỉnh núi này, để đặc biệt là các bác những cái phần khe kẽ các bác lách vào các bác cọ rất ok. Và có đi kèm đó là một cái phần thanh gạt nước này nhá. Đấy ví dụ khi mình cọ xong các bác dùng, có thể dùng các bác gạt nước đi luôn cho nó khô luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào thì em sẽ hướng dẫn bác luôn. Đầu tiên là bác lấy một cái đầu này. Đấy, lấy một cái đầu này nhá, các bác lượn nó vào này. Đấy lượn nó vào. Đó các bác lượn nó vào, cái tạch cái là sẽ vào này. Đấy sau đó là các bác sẽ lắp tiếp cho em một cái phần đây. Cái đầu nào cũng được đây. Cái đầu vào các bác xoáy vào. Cái này thì nó rất là dễ dàng dụng luôn. Đấy các bác lắp nó vào nhá. Tiếp theo một đoạn nữa, lắp tiếp một cái đoạn nữa vào. Cái này thì khi mà các lắp dài và nó chắc nó rơi khoảng tầm hơn mét, tầm mét 2, mét 3. Đấy khá là dài. Các bác sử dụng thì cũng không lo phải cúi người nữa. Và đây cái phần đầu này, lắp cho em cái phần đầu này vào. Đấy. Ở nó xuống lắp cho em vào là xong. Xoáy vào nhá, chỉ việc xoáy thôi, cái này toàn bộ bằng gen mà xoáy vào. Đấy là cứ thế các bác dùng thôi. Mình dùng để cọ sàn này. Ngoài ra thì có chức năng cọ sàn, các bác có thể bẻ những cái phần góc để các bác cọ những phần ngóc ngách này, phần khe kẽ này. Đấy và khi mà mình cọ xong thì các bác có thể bẻ thẳng ra để các bác dùng để gạt gạt này. Đấy gạt nước khô hoặc là các bác có thể là gạt kính mà lại được, ok luôn nhá. Gạt kính bằng cái này được luôn. Đó thì lên mã anh em sẽ là cái chổi cọ sàn kèm cả gạt nước luôn. Chổi cọ sàn kèm cả gạt nước nhá. Thì bên em đang bán cho bác là 50k một cây thôi, 50.000 một cây. Đây các bác cùng xem thực tế về cái mã sản phẩm này. Cái này là Tết bán cực kỳ nhiều luôn, Tết năm ngoái bên em cũng bán rất là nhiều nhá. Các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Ủa đây. Rồi, lần đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Tại sao người ta có thể thiết kế ra cái cây chà sàn nhà tắm tuyệt vời dữ vậy trời? Thiết kế gọn nhẹ mà dài hơn 1 mét rộng, mình chà không cần phải cúi người đau lưng. Lông bàn chải thì nó được vắt xéo và xoay 180 độ, chà được mọi ngóc ngách luôn mọi người. Nó còn có cả cái miếng gạt cao su. Đấy các bác nhìn cái phần ngóc này, cái con này nó cọ được đặc biệt là những cái phần khe, cái phần ngóc ấy rất là dễ dàng luôn. Mà giúp mình gạt nước khô ráo và sạch sẽ nữa. Đây nè mấy cái góc. Đấy các bác nhìn gạt nước này, thích không? Mọi người đâu có cái cây chà nào có đấy, thể chà cái phần được ngóc đâu. Này. Cái cây nào đấy có những cái phần thể ngách nhà này. Những cái phần ngách nó luôn vào, nó cọ rất là sạch luôn. Chà tường chà góc kẹt rất là thích, mặc dù gọi lần đó. Đầu tiên mà tôi chà cái nhà tắm hết có 3 phút đồng hồ á. Đấy, đấy không? Cọ rất sạch luôn, cọ trên tường này, cọ dưới sàn này, cọ khe kẽ phần ngóc ngách này, những cái phần góc tường này. Vì nó thiết kế theo cái dạng là vắt chéo nên là các bác cọ nó rất là dễ dựng cọ nhá. Đấy khi mà cọ xong thì các bác có thể dùng, các bác gạt đi cho nó khô đi, rất là sạch sẽ ngon ngon lành luôn nhá. Đó. Giá rất hạt rẻ bình dân 50.000 thôi. Mua về các bác cọ rửa nhà tắm này, cọ nhà vệ sinh này, cọ sàn nhà mình này. Đấy chuẩn bị dịp Tết nhất này rất ok luôn. Đó, có thể là xoay các hướng các kiểu luôn nhá. 50k thôi, về lắp đặt và là xài. Đây cái phần này nó thiết kế dạng vắt chéo này, những cái phần ngóc, những cái phần góc tường các bác cọ, các bác bẻ nó chéo đi một chút này. Đấy để các bác dùng, các bác cọ vào nó rất là ok. Đấy, có phần gạt nước nhá, ok luôn. 50k một cây nhá, 50k một cây. Chổi cọ sàn nhà kèm gạt nước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi quét trần nhà nhá. Đấy, lên mã như em sẽ là cái cây chổi quét trần nhà để về các bác dùng để dọn dẹp vệ sinh. Đấy, quét trần quét bụi trên trần nhà nhé các bác nhá. Đấy trên những cái chỗ vị trí cao thì các bác mua cho em cái cây này về. Nó sẽ gồm có là một cái đầu chổi lông nha. Đấy một cái đồ chổi lông để các bác quét màng nhện màng nhủng các kiểu này. Và một cái cây gậy này. Đấy cây gậy rất là hay, nó thiết kế là theo dạng rút nhá. Đấy các bác cứ dùng đến đâu là các bác rút ra đấy nhá. Rút lên thì khi mà rút lên thì chắc chiều dài nó được khoảng tầm là 2,5 mét nhá. Đấy 2,5 mét với cộng 10 người các bác khoảng tầm
mét rưỡi nó là nó rơi khoảng tầm trần nhà 4 mét là rất là vừa đẹp rồi các nhá, rất là vừa đẹp rồi đây. Nó rút ra rất là dài luôn nhá, rút ra rất là dài luôn đây này, coi nhìn này. Đấy, khi mà rút ra rất là dài luôn. Đó, đi về các bác lắp đặt vào. Đấy, lắp đặt vào. Lắp đặt vào cái phần đầu chổi này. Đấy thì đây là cái phần đầu lắp đặt, các bác về xoáy vào cái phần đây. Xoáy vào cái phần đầu này để các bác lắp vào. Đó, lắp vào, đây của nó là gen xoáy nhá, các bác chỉ việc xoáy vào thôi. Đấy, sau đó các bác dùng để các bác cọ, đấy, cọ trần nhà các thứ này. Đấy, và các bác có thể bẻ cong đi nhá. Để các bác cọ những phần ngóc ngách, là các bác cho đây các bác cọ những cái phần ngóc ngách rất là ok luôn. Cái lông này thì nó rất là bám, cái phần màng nhện thứ nó bám rất là tốt luôn nhá. Đó, dùng xong rồi mình có thể giặt rũ phơi khô đi, lần sau tái dụng nhiều lần nhá. Đấy, và nếu lúc bên dưới mà các bác muốn dùng thì các bác cũng có thể thu ngắn vào để các bác phẩy những cái bàn ghế thứ bên dưới thì nhà mình cũng ok luôn. 50k một cây nhá, lên mã thì em sẽ cái cây chổi quét trần nhà nhá, chổi quét trần nhà có thể là kéo ra rút vào được nhá. Chổi quét trần nhà này, chổi trần nhà đang có giá là 50k nhá, 50k một cây. 50k một cây chổi nhà nhá. Có thể điều chỉnh. Tung rồi mới biết sự tiện lợi của cây chổi phối bụi có thể kéo dài này. Nó có thể kéo dài đến độ cao 2,8m, hơn nữa còn có thể uốn cong theo ý muốn. Bụi ở những nơi quá cao như nhà chúng tôi, dùng cây chổi phối bụi này quét một lần là sạch sẽ. Nó hấp thụ tính điện không bay bụi trở lại, không sợ bụi bay xuống phía dưới. Dùng nó để dọn dẹp những góc nhỏ trên cao mà bình thường không thể với tới rất tốt. Dùng xong có thể gấp gọn lại, đặt mua ở giỏ hàng góc trái màn hình. Đấy, thực tế về sản phẩm cái cây chổi trần nhà nhá, dùng rất ok luôn. Cái này là em đang bán rất nhiều luôn, các bác về dùng để dọn dẹp trần nhà, những cái chỗ trên cao đấy, các bác quét bụi màng nhện các thứ rất sạch sẽ luôn. Đấy, dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm nó ok luôn nhá. 50k một cây nhá, 50k một cái cây chổi quét trần nhà này, 50k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khay chữ nhật đấy. Trước thì em vẫn đang bán khay to đấy, thì giá khay to đang bán là 40.000, và đợt này thì nó có về thêm cho bác là cái khay nhỏ nữa. Đây cái khay nhỏ đây. Khay nhỏ thì giá sẽ là 20.000 nhá, 20.000. Thì hai cái mã khay này nó đều có nắp đi kèm luôn nhá. Thì đây, cái khay to của nó đây, khay to là 40. Khay nhỏ thì là 20 nhá. Đấy, để về các bác đựng những cái đồ ăn các thứ nhà mình. Đấy. Bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh này, rồi là ví dụ các bác mang đi làm này, đấy đi công sở này, mình mang những cái hộp nhỏ nhỏ xinh thì cũng ok. Hoặc ví dụ ở nhà thì các bác bảo quản những cái đồ ăn hoặc là mình đựng đồ ăn đấy cũng ok nhá. Su 304 rất ok luôn. Cái này là cái khay to. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay này là khay to. Khay to này sẽ có giá là 40.000 và khay nhỏ này sẽ có giá là 20.000. Và đều có kèm nắp cô nhá, đều có kèm cái nắp đậy bằng nhựa nha, bằng nhựa trong suốt luôn. Đây sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này. Cái con khay to này sẽ có chiều dài là 25 này, chiều rộng của nó vào là đi 20, 25 x 20 nhá. Đấy là cái khay to. Còn cái khay nhỏ thì đây. Khay nhỏ này của nó thì là vào 13 nhá, 13 rưỡi này, 13 rưỡi nhân với lại đi 10 nhá, 13 rưỡi nhân với 10, 13,5 nhân với 10 nhá. Đấy là cái khay nhỏ, còn là cái khay to đây. Khay nhỏ này sẽ có giá là 20.000 một khay nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay chữ nhật cỡ nhỏ nhá thì là 20.000. Còn cái khay chữ nhật cỡ lớn cô nhá, cái khay chữ nhật cỡ lớn cỡ to thì là 40.000 nhá, 40.000. Nói chung là nó chênh nhau 20.000 một cái, chênh nhau 20.000 một cái. Khay rất là đẹp luôn, dày cực kỳ, dày dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cầm nó dày cộp luôn. Đấy, thì hai cái mã này nó đều có kèm nắp hết nhá. Đều có kèm nắp để ví dụ như các bác có bảo quản đồ ăn. Đấy, mình đậy vào nó đỡ bị những cái con côn trùng vi trùng thứ nó vào này. Đấy, rồi là mình mang đồ đi, ví dụ mang đi đồ đi làm hoặc là bảo quản để trong tủ lạnh các thứ ra nó không bị bay mù bay hơi nhá. Đó. Đây cái khay nhỏ này cũng rất là vừa anh Trinh. Đấy các bác đựng những cái đồ nhỏ nhỏ lắp vào đây này. Còn cái khay to ví dụ nhiều đồ ăn thì các bác cho khay to này. Đấy ví dụ hoặc các bác mang đi làm, đi công sở, đi chơi, đấy, đi du lịch các thứ ra. Đấy thì các bác đựng vào cái khay này cho em, rất là hợp lý luôn. Khay nhỏ thì là 20.000 nhá, còn là khay to thì là 40.000. Đấy thì khay to hai khay này thì đều có kèm nắp nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay chữ nhật nhá, cái khay chữ nhật cho nó dễ. Đấy khay chữ nhật. Đó. Và tiếp theo là một cái món đồ về vệ sinh nhà bếp này, một cái combo luôn, một cái combo gồm sẽ gồm có là máy này, máy trà cọ rửa vệ sinh nhà bếp này và một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá, rất ok luôn. Đấy thì em sẽ giới thiệu từng món một. Đầu tiên thì lên luôn đi bác mã hàng, đó là cái con máy trà bếp nhá. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã thì em sẽ sản phẩm là máy trà bếp này. Máy trà bếp này thì bữa trước đang bán bác là giá là 150.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 100k nhá, 100k một con máy trà bếp này, 100.000 một máy nhá. Con này cực kỳ là hay. Đấy về các bác dùng để trà đồ, trà bếp giáp các thứ nhà mình. Tết nhất nơi rồi. Đấy các bác trà cọ rửa rất tiện dụng nhá. Đấy trà đồ vật, trà nhà bếp.
Một con máy sẽ gồm có là một thân máy này, đấy, một thân máy đi kèm là một cái đầu mút đánh bóng này, một cái đầu bàn chải cọ này, một cái cọng dây cáp sạc, đầu bông có thứ phụ kiện đi kèm. Đó. Thì cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn rồi nhá. Đấy, có pin sẵn rồi. Về các bác chỉ việc bật lên là các bác dùng thôi. Còn nếu mà các bác khi mà dùng hết pin thì các bác tháo cho em phần nắp đít ra này. Đấy, tháo đi em phần nắp đít ra. Các bác cắm sạc vào đây thì nó đi kèm sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là cái nguồn 5V ấy, đấy cái nguồn điện 5V mà nó có cái cổng chân USB này là các bác cắm chung với lại cái được cái sạc này là các bác xài thôi, là các bác sạc, sạc đầy thì các bác lôi ra. Đấy, lôi ra các bác sử dụng là các bác dùng có thế thôi, rất ok nhá. Đó, đây em bật cho bác coi. Đấy. Cái con này cái mô men xoắn của nó rất là khỏe nhá. Mặc dù em ấn này, Đấy, em ấn nhưng mà máy nó chạy rất là khỏe luôn. Cái vòng mô men xoắn nó rất là khỏe nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Ngoài ra thì nếu mà các bác muốn đánh bóng thì các bác lấy cho em cái đầu bông nhá. Đấy, để các bác lắp vào cái đánh bóng. Tháo ra lắp vào nó dễ mà, các bác chỉ việc rút này. Đấy, sau đó các bác nếu mà các bác lắp đầu mới vào các ấn cho em cái này. Ấn em cái thế là xong. Đấy, còn đây là cái đầu ấy này. Cái đầu là cái đầu trà, đầu đánh bóng này. Đấy, đầu trà đánh bóng. Đấy, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó, còn cái đầu này thì là cái đầu cước để các bác cọ rửa này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá, máy chạy rất là khỏe. Đó. À, một bộ là full combo là cả đầu cả đít các thứ cả dây cáp sạc là full bộ nhài là 100.000 thôi. Đấy, hôm nay em xả kho bán anh em luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy trà bếp nhá. Đấy, con máy trà bếp để về các bác vệ sinh nhà bếp, cọ rửa ok luôn. Là 100k một cái bộ này nhá, 100k một cái bộ này. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái này là cái chai xịt tẩy rửa nhà bếp nhá, xịt tẩy rửa nhà bếp. Chai này thì hiện tại bên em đang có giá sẽ là 40.000 một chai. Đấy, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, đợt này cũng đang giảm giá xả kho thì có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy, xịt bếp tẩy rửa bếp này. Giá đang của bác là 40k nhá. Con này nó là dạng bọt, về các bác cứ xịt trực tiếp vào những cái chỗ nào nó cáu bẩn vết bẩn ấy, sau đó các bác ngâm cho em, đến lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái máy này các bác đánh cùng, hoặc các bác có thể dùng những cái bàn cọ, bàn cạo rồi các bác đánh. Đấy, cọ xong con nồi các bác đánh nhá. Một chai 500ml hương chanh cam nhá, cực kỳ thơm luôn. Đấy, hương chanh cam rất thơm. Đây em sẽ xịt cho bác coi, nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt này. Đây này, em xịt cho bác coi. Xịt thì các bác nhớ cho em lắc đều này. Đấy, nó là dạng bọt này. Đấy, khi mà xịt thì nó sẽ ra bọt này. Đấy thì các bác cứ để nó tan bọt thì nó sẽ làm sạch bẩn, và bắt đầu là các bác dùng cái bàn cọ, bàn cạo, thứ là các bác cọ cạo đi, xịt đi, sau đó các bác dùng một cái khăn khô các bác lau sạch hết những cái bọt, cái dung dịch còn lại là ok. Con này nó dựa những cái công thức là nó sẽ phá tan những phần cấu trúc của cái dầu mỡ nhá. Đấy, để khi mà các bác vệ sinh, đặc biệt là các bác vệ sinh nhà bếp nó rất là dễ dàng vệ sinh, rất hay luôn. 40.000 một chai nhá. Lên mã sẽ là chai xịt bếp đang gửi bác là 40k. Còn cái con máy chai bếp này thì em đang xả kho là có 100.000 thôi. Đấy, một con máy chai bếp rất là hay. Đấy, về các bác cọ rửa vệ sinh nhà bếp nhá, rất là hay luôn. Đấy, các bác cùng quay cái sản phẩm máy chai bếp này. Chỉ cần dùng máy cọ rửa điện đa năng di chuyển nhẹ nhàng là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn ở bếp. Sản phẩm có đến 3 đầu cọ thay thế được dùng để làm sạch khu vực bếp với những vết bám trên đầu. Vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng. Sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Đó, thực tế về cái sản phẩm máy chai bếp nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, máy chai bếp. Chai đây là cái sản phẩm về chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Đấy, các bác dùng để xịt vệ sinh nhà bếp, xong nồi chảo chậu các thứ này ok luôn, rất là hay. Đó. 40k nhá, 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Đấy, còn cái máy chai bếp thì là 100.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa. Đấy, nhà bác Tết nhất này. Đấy, ngày Tết ngày nhất là hay nấu ăn nấu nước nhiều này. Đấy, các bác mua cho em cái bình này về. Đôi khi là các bác ví dụ dầu mình rán một lần ấy, bỏ đi thì hơi tiếc, thì các bác mua cho em cái bình này về nhá. Đấy, để các bác lọc những cái dầu thừa. Đấy, dầu mà mình vẫn có thể dùng được ấy. Các bác lọc, mua cái bình này về các bác lọc này. Inox 304. Cái bình này thì dung tích của nó khoảng tầm 1.3 nhá, khá là nhiều. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bình như này này, một cái bình nha. Đây để em lấy cho bác coi. Đấy, một cái bình nha. Đấy. Một cái bình dung tích 1.3 này, khá là to luôn. Đi kèm là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc và một cái phễu lọc như này này. Đấy, dạng lưới. Thì về các bác có những cái dầu thừa các bác đổ trực tiếp đây thì nó sẽ qua cái màng lọc này, nó sẽ lọc hết những cái cặn. Đấy, cái cặn này các bác sẽ bỏ ra, còn lại nó sẽ để giữ nguyên được những cái dầu trong suốt, thì lần sau ví dụ các bác có thể lấy cái dầu đấy mình dùng thêm một lần, một vài lần nữa. Đấy, vừa tiết kiệm mà nói chung là đỡ lãng phí nhá. Đấy, đỡ lãng phí. Và đi kèm nó có cả một cái nắp vung đậy này. Đây cái phần quai này về các bác lắp vào. Đấy thì có cả một cái nắp vung đậy, đậy rất là kín luôn. Đấy, để đỡ bị ruồi bọ thứ nó bâu vào này. Đó, ok luôn. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy vào ok. Đấy, và có cả cái lưới lọc nha.
thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình lọc dầu thừa nhá. Đấy, bình lọc dầu thừa để các bác sử dụng nhà bếp lọc dầu thừa dầu thải các thứ ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 40k thôi. À xin lỗi bác là 50k. Đấy bình lọc dầu nhá, bình lọc dầu thừa, bình lọc dầu thừa này. Đang gửi bác là 50k nhá, 50k cho một cái bình lọc dầu thừa inox 304. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá, 1,3 lít khá là to luôn đấy. Đó thì cái bình này sẽ có giá là 50.000 nhá, thì nó sẽ gồm có là một cái lưới lọc này. Đi về các bác mỗi lần mà có dầu thừa mình dán một lần xong vẫn có thể dùng được thì các bác cho vào cái này các bác lọc. Đấy, qua cái dây lọc này các bác lọc này. Lọc xong rồi các bác lại có một cái lượt dầu mới để các bác có thể lần sau tái dụng được có nhá. Đó, 50k một cái bình lọc dầu thừa nhá, 50k một cái này. Tắm cho mọi người dùng cả nhà luôn này. Đấy thì hiện tại bên em đang có khăn mặt và khăn tắm nhá. Và đây có cả khăn lau bát luôn này. Khăn để các bác lau nhà bếp này. Thì đây, lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm lên mã em cái khăn tắm nhá. Khăn tắm này thì kích thước cực kỳ to luôn. 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70. Đấy bên em báo giá luôn. Bên em đang bán chỉ có giá là 40.000 một cái thôi. Đấy mình mua về mỗi người dùng một cái. Đấy, đôi khi mình tắm xong có cái là mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo luôn nhé. Đấy, đặc biệt là các bác tắm xong cái lỗ chân lông nó hay hở rất là to. Đấy mình có cái khăn mình khoác vào mình lau cho nó khô người đi. Đấy tránh tình trạng hay tắm xong rất hay bị cảm đột quỵ thứ giờ hay xảy ra thì các bác mua cho em cái khăn này về. Đấy mình tắm xong tắm rửa xong mình có cái mình quàng luôn. Khăn có nhìn cái bông nó này. Đấy rất là bông. Nó dạng kiểu lông thỏ nhân tạo nhá. Cực kỳ là mịn luôn, siêu thông hút nước nhá. Và giá nó bình dân thôi. Dòng khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cái nhá. Kích thước rất là to luôn, 1m4 x 70. Cái này là một người lớn dùng thoải mái. Đấy, trẻ em dùng hai đứa luôn. Đó, rất to, khăn tắm Hàn Quốc nhá, 40.000 một cái này. Tiếp theo thì là cái mã khăn mặt này. Khăn mặt thì bên em sẽ bán theo set nhá, bán theo set vì giá rất là rẻ. Bán theo set cả một set 10 cái luôn. Sẽ có giá là 50k nhá, 50k. Lên mã của em sẽ là cái set khăn mặt. Đấy, set khăn mặt này. Set khăn mặt thì một set này sẽ là 10 chiếc này, 10 chiếc. Bữa trước bên em đang bán là 80.000 một set này, nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Giá rất bình dân luôn, 50k một chiếc nhá. Khăn mặt cực kỳ to, cũng rất là bông thấm hút nước. Đấy, cũng của cùng hãng với khăn tắm này, rất to luôn. Khăn này kích thước của nó phải rơi khoảng tầm là đi 30 nhân với lại 40 nhá, rất to luôn nhá. Khăn to đấy, khăn dạng to chứ không phải khăn dạng nhỏ đâu. Bình thường là các bác hay mua ở quán xá giờ. Đấy nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 10 15.000 một cái rồi mà cái khăn của nó rất là cứng, các bác rửa mặt rất hay nó bị rát mặt. Đây, khăn này rất là bông luôn, dùng cực kỳ thích luôn này. Đấy bông nó sờ rất thích luôn. Đó, khăn dày rất chắc chắn nhá. Đấy, tính ra là vào có một set 10 cái là tính ra vào có 5.000 một cái thôi. Nó quá là rẻ luôn các bác. Đấy quá rẻ luôn, mình về mình mua về sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, khoảng tầm vài 3 tháng mình thay khăn mặt cho em một lần. Đấy, mình khăn mặt thì nói chung là các bác cứ nên thay liên tục đi. Vì nó cũng các bác rửa giấy xong là vi khuẩn cái thứ là nó tích tụ lâu ngày nó không tốt đâu. Thì mình cứ mua về cả bịch này mình thay liên tục này. Đấy một bịch này coi như là mình dùng cả năm luôn. Đấy thì cứ vài 3 tháng mình thay một cái, vài 3 tháng mình thay một cái nhá. Một set khăn mặt 10 chiếc đang thanh lý giảm giá xả kho chỉ còn có 50.000 thôi. Khăn tắm thì cũng đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi nhá. Đấy tiếp theo thì là cái mã khăn lau bếp này. Đấy khăn lau nhà bếp rồi là các bác lau bát, lau đồ vặt, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy chuẩn bị Tết nhất các bác lau dọn nhà cửa này. Đấy thì các bác mua cho em cái set này về. Một set này thì sẽ có là 10 cái khăn nhỏ này. Đấy 10 cái khăn nhỏ này cũng cực kỳ là bông nhá, thấm hút nước về các bác lau đồ. Đấy và cái khăn này thì mình có thể là sau khi mà mình lau bẩn xong thì mình có thể giặt rũ phơi khô và mình vẫn có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Một set khăn lau bát này thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ là cái khăn lau bát đi cho nó dễ nó đỡ mình nhầm. Đó, một set khăn lau bát này sẽ có giá là 15.000 thôi các nhá, 15.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ luôn. Đấy 15k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set khăn lau bát 10 cái nhá. Set khăn lau bát này. Set khăn lau bát 10 cái luôn nhá, 10 cái luôn. Đấy 10 cái, giá chỉ có 15.000 thôi, 15k thôi. Giá rất hạt rẻ để xả kho bán nhanh bác luôn. Đó là 10 chiếc là 15k cho một cái set khăn lau bát này. Đấy, khăn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất chất lượng. Về các bác lau bát, lau đĩa này, lau đồ vật này, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy dọn dẹp nhà cửa, lau ban bàn thờ cũng ok luôn cô nhá. Đó, một set này là 10 chiếc là 15k, khăn tắm thì là 40.000. Còn cái set khăn mặt bên này thì đang bán là 50.000 thôi. Giá rẻ nhất thị trường luôn để các bác dễ mua về các bác sắm Tết sắm nhất cô nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái thảm lau chân. Đấy về để các bác dùng Tết nhất này, nhà mình nhiều khách khứa ra vào này, rồi là các bác thay những cái thảm cũ đi. Đấy năm mới năm me thay những cái thảm mới này vào cho nó đẹp này. Tết nhất người ra người vào cho đẹp nhá. Đấy thì về đây này về cực kỳ nhiều mẫu bác khác nhau nhá để phục vụ bác luôn. Cái mẫu này thì đa số hiện tại bên em đang có là hình chữ nhật nhá, của nó là hình chữ nhật thì nó rất là vừa với đa số các loại cửa
nhà cửa ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Đấy, thì nó sẽ có là một cái mặt nỉ bên trên này, siêu thấm hút nước luôn nhá. Đấy, hàng này không thấm hút nước, không lấy tiền. Đấy, và mặt sau thì sẽ là một cái lớp cao su non chống trơn trượt nhá. Các bác có thể để trên mặt kính, mặt đá hoa mà không lo nó bị trơn trượt. Đây, phần mặt trước rất đẹp luôn, nỉ và các phần họa tiết nó in 3D này. Nó thêu 3D cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất chi tiết nhá. Giá thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân. Thảm lau chân này thì bên em đang cũng đang giảm giá xả kho, bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về đây bác mức giá rẻ giật mình luôn. 40.000 cho một chiếc nhá, 40.000 một chiếc thảm lau chân nha. 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60. Đấy, 40 chiều rộng và 60 chiều dài nhá, rất là to luôn. Đấy các bác để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, ok. Đấy, lau chân ở trước các thứ là sạch sẽ, ok luôn. Và em nói luôn là hàng bên em là hàng loại 1 nhá, hàng loại dày này. Bình thường là các bác ra thị trường ấy là nó những cái hàng mà nó khâu viền các thứ à, những cái hàng nó rất nhanh bong chỉ luôn. Hàng bên em nó sẽ là hàng ép nhiệt này. Các bác cứ dùng thoải mái, em bảo hành cho bác luôn. Riêng hàng này bảo hành cho bác luôn, vì nhà em cũng đã dùng con này khoảng tầm 2 3 năm nay rồi. Bảo hành cho bác luôn, cực kỳ là chất lượng mà nó không có cái viền này. Các bác nói chung là những cái này các bác cứ hạn chế được những cái viền này rồi những cái chi tiết thừa ấy, là nó khi mà các bác dùng ấy nó rất là sạch. Đấy, nó đỡ bị bám bẩn. Nói chung là nó càng tối giản càng tốt, vì những cái đồ này là đồ mình để dưới đất mà. Đấy, nên là mình cứ càng tối giản chi tiết nó càng sạch sẽ các bạn. Đó. Thì hàng cam kết bác là hàng loại 1 nhá. Các bác cứ đặt thử cho em những cái shop khác đi. Đấy, những cái shop khác hàng nó rất là mỏng hoặc là nó khâu viền. Những hàng khâu viền ấy thì nó rất hay bị bong. Đó, thì đây, hàng của em sẽ là hàng ép nhiệt nhá. Hàng ép nhiệt, hàng loại 1 luôn. Đó. Cầm một cái thảm ấy nó nặng trịch luôn nhá, cầm một cái thảm nó nặng trịch luôn, rất chất lượng luôn nhá. Thảm lau chân nhá, thảm lau chân đang gửi bác là sẽ là 40k một chiếc thôi, 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40 x 60, đang giảm giá xả kho. Đây các bác cho em, các bác nhìn này, rất nhiều mẫu mã đẹp nhá các bác nhá, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp. Thì em nhắc luôn là hàng này thì bên em không chọn mẫu nhá, bên em sẽ nhặt cho bác ngẫu nhiên thôi, vì nó nhiều mẫu lắm ạ, nhiều mẫu lắm. Nói chung là toàn những cái mẫu mà nó trang nhã, phù hợp với lại tất cả những người Việt Nam bây giờ. Đó, thảm lau chân nhá. Kích thước 40 x 60, giá đang gửi bác là đi 40.000 một tấm nhá, 40.000 một tấm. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái lô đèn quay này, cái lô đèn quay 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Đèn quay này, đèn quay. Cái đèn quay này thì bữa trước đang bán cho bác là 70.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, giá chỉ còn có 40k một chiếc đèn quay thôi, 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là đèn quay 40.000 một chiếc. Đây, nó cắm trực tiếp cái nguồn là nguồn 220. Đấy, và đi kèm này nó có đuôi sẵn bên trong rồi. Để về các bác chỉ việc cắm là các bác xài thôi. Nó sẽ gồm có là một bóng này và một cái đuôi cắm nha. Đấy, thì về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá, xoáy vào cái đuôi này, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Cái đuôi này rất hay là nó có tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Đấy, vừa tiết kiệm điện này, vừa an toàn hiệu quả này. Đấy, về các bác cắm vào nó sẽ cứ quay tròn và nó ra rất nhiều màu sắc khác nhau, trang trí nhà cửa ngày Tết nhất cực kỳ là rực rỡ sắc màu luôn. Đây ơi, đấy, khi mà cắm vào nó sẽ cứ quay tròn này, có nhìn này. Đấy, quay tròn mà nó chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn này. Đó, chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất ok. Đấy, nó cứ quay tròn này nhá, cứ quay tròn này và chiếu ra rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau. Đấy, nó chiếu lên đây, chiếu lên này. Đấy, cái thảm lau chân em đang dùng này. Đấy. Đây, đấy, chiếu ra rất nhiều màu sắc khác nhau và nó có cả công tắc đây nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhỉ. Đấy, dùng thì bật lên. Quá ok luôn, rất đẹp nhá. 40.000 một cái nhá, 40k nhá, 40k một cái đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu nhá, là 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã em sẽ cái lô thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, để về các bác Tết nhất mình cho các bác nam giới này. Đấy, các bác mua về vừa làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này, rất đẹp luôn nhá. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp cực kỳ đẹp này, nói chung là đẹp từ hộp vào đến bên trong luôn. Đấy, bên trong này sẽ là một chiếc thắt lưng tang mác đầy đủ bác coi luôn nhá. Đấy, tang mác đầy đủ luôn, mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mặt cực kỳ đẹp, mặt hình cá sấu này. Phần da đây em bóc cho bác coi một cái. Nói chung là con này em bán khá nhiều rồi, giá nó bình dân nó chỉ có 130.000 một cái thôi nhá, 130.000 nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp gửi tay bác luôn. Đấy, thì đây, thắt lưng đây, da cực kỳ đẹp nhá, da rất là mịn sờ sướng tay. Đó, da mềm mịn nhá. Hàng của nó sẽ là hàng lẫy cài này, có nhìn những cái lẫy cài này. Đấy, hàng lẫy cài. Phần mặt rất chắc chắn nhá, phần mặt chắc chắn và đẹp, dày rất chắc chắn lắm. Đó, lẫy cài. Đó, về các bác đeo vào lẫy cài rất là dễ sử dụng rồi. Đó, hình mặt da cá sấu nhá. Quá đẹp luôn. Tang mác đầy đủ cho bác coi luôn nhá. Đấy, hàng mới keng, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đó, một chiếc thắt lưng đẹp nhá. Giá thì bình dân, vô cùng bình dân luôn, 130.000 một chiếc nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái thắt lưng
thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. 130k một chiếc này, bao gồm là cả cái hộp để về các bác đựng. Đấy, cũng như là mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đây, cả một cái hộp đẹp này luôn. Là cái hộp nó màu vàng, bên ngoài mà nó bọc da màu đen, bên trong nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, quý tín đây. Hộp bên trong màu vàng này, bên ngoài này, đấy, màu đen. Đấy, có logo Lacoste đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đây, về các bác làm quà, con này cũng quá chất lượng luôn này. Đấy, rồi các bác mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok luôn nhá. 130k quá nhá, 130.000 một cái bộ thắt lưng cá sấu vàng nha. 130.000 bộ thôi, giá rất là rẻ. Đấy, các bác nam giới mua về, mình chuẩn bị chơi Tết nhất, đi Tết nhất đèo và nhìn cho nó chất chơi người rơi nhá. Đấy, rồi là mua về làm quà biếu tặng cũng quá đẹp luôn. Đó, đây, quá đẹp luôn này. 130k nhá, lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng, là cả thắt lưng cả hộp luôn, là 130.000 luôn nhá. Đấy, quá hạt rẻ luôn, 130k. Sản tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ sáp ong này. Lọ sáp ong để về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, chuyên dùng các bác đánh bóng đồ gỗ dùng rất hay luôn. Đấy, chất liệu này 100% là từ sáp ong này. Đấy, 100% natural, sản phẩm tự nhiên nhá. Đấy, 100% từ sáp ong, một lọ là khoảng tầm 80g. Đấy, về các bác xài được khá là nhiều đấy. Về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ, đồ nội thất các thứ nhà mình nó ok. Giá bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, lọ đánh bóng đồ gỗ, một hũ đánh bóng đồ gỗ này với giá chỉ có 20k thôi, 20k nhá. Đánh bóng đồ gỗ này. Đánh bóng đồ gỗ 20k một hũ thôi nhá, 20.000 một hũ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. 100% sản phẩm tự nhiên từ sáp ong nhá, nên là các bác đánh bóng đồ gỗ nhìn rất là bóng đẹp, nó tái tạo màu rất tốt đấy. Gỗ đồ gỗ kiếc lâu ngày, các bác tiết nhất muốn đánh cho nó bóng lại điện đẹp hơn này. Đấy, các bác mua cho em cái lọ này về, 20k một lọ nhá. Sáp ong đánh bóng gỗ. Tiếp theo thì về lên luôn cho bác, đó là cái chai xịt inox này, chai xịt mạ inox nhá, chai xịt mạ inox. Em báo giá luôn, một chai này sẽ có giá là 50k. Lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Một chai này sẽ có giá là 50k một chai. Đấy, 50k một chai. Một chai này thì có dung tích là 350ml, tương đương với là 180g. Đó, về các bác dùng để xịt vào đồ đạc nhà mình. Đấy, những cái chỗ nào mà nó đang bị rỉ sét đó nhá. Đấy, các bác dùng để các bác xịt vào cho em. Đấy, trước khi xịt thì các bác nhớ cho nó lắc đều. Đấy, lắc đều, sau đó các bác xịt tiếp vào cái chỗ nào mà các bác cần phủ lên. Đấy, để cho nó mới đẹp hơn. Đấy, đặc biệt là Tết nhất các bác xịt lên đồ đạc các thứ như mình nhìn cho nó mới đẹp hơn nhá. Các bác mua cho em cái chai này về, 50.000 một chai nhá, 50.000 một chai. Xịt lên cửa giá, những chỗ nó rỉ sét là rất là sạch luôn. Đó, 50k một chai nhá, chai xịt mạ inox nhá. Đây em sẽ xịt thử với bác một chút này. Đấy, xịt thử bác một chút để xem về cái thành quả nó nhào nhá. Đây, xịt cho bác coi. Đấy, có thấy không? Đây này, các nhìn này. Đấy, hai bên nó khác hẳn nhau nhá, một bên nó bóng lên luôn, một bên là nhìn nó cũ hẳn đi này. Đấy, các bác dùng để các bác xịt mạ inox lên nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xịt cứ đều đều tay cho em, lắc đều các bác xịt nhá. Đấy, nó bóng lên sáng láng luôn, các nhìn này. Bóng sáng trưng luôn nhá. Đó. 50k một chai nhá. 50k một chai này. Đấy, 50k một cái chai xịt mạ inox nhá. Đấy, 50k một chai, dùng rất hay luôn. Đó, chai xịt mạ inox nhá. Tiếp theo thì đây, về thêm cho bác đó là cái lô thiếc hàn này. Nhiều bác nhựa thông ấy, xin lỗi bác là nhựa thông, nhiều bác hỏi nhựa thông có không thì đây. Về cái dạng hũ nhỏ nhỏ thôi để về các bác xài. Nhiều bác là kiểu dùng gia đình. Đấy, dùng mua nhiều quá đôi khi là người ta không bán. Mua ít quá đôi khi không bán, mà mua nhiều thì dùng không hết. Đấy, thì đây. Về cái mã này nó rất là vừa vừa này. Đấy, để về các bác dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ít con này cũng ok. Đấy, nói chung là một cái hũ này dùng cũng thoải mái rồi. Khá là nhiều các nhá, khá là nhiều luôn. Đấy, một hũ nhựa thông thì hiện tại em đang có giá là 10.000 một hũ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nhựa thông. Nhựa thông nhá. Đang ở bác là 10k nhá, 10k cho một cái cục nhựa thông nhỏ nhỏ này, 10k một cục nhá. Đấy, 10.000 một cục nhựa thông nhá, 10k một cục nhựa thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó cái cây nhíp kẹp này, cái cây nhíp kẹp, cái cây này cũng rất hay. Đấy, cũng chuyên dùng cho anh em thợ thuyền. Anh em thợ linh kiện nó thứ rồi, sửa chữa. Đấy, đồ nghề sửa chữa nên có những cái cây nhíp này rất là hay. Cái đầu của nó rất là hay, là cái đầu của nó làm rất là nhọn này. Đấy, để ví dụ như những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như này này. Đấy, những con linh kiện nhỏ tí này các bác vẫn có thể gắp được này. Đấy, hoặc các bác con này các bác thậm chí các bác có thể gắp được cả một cái sợi tóc nhỏ tí luôn. Đấy, sợi tóc nhỏ tí cũng vẫn được gắp luôn này. Đây này. Đó, có dùng để các bác gắp nhá. Đấy, giá rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 15.000 một cây nhá, 15k một cây. Đấy, 15k một cây, rất là nhỏ đây này. Các bác nhìn này, đấy, gắp nó nhỏ tí nhá, vẫn có thể gắp được này. Vì cái phần đầu nó làm rất là nhọn. Đấy, các bác nhìn nhá, phần đầu làm rất là nhọn luôn. Nên là nó rất là dễ dàng gắp những cái dạng chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy. Cái này nhiều bác em hay bán về để các bác hay nhặt cái lông yến ở tổ nhá, lông yến ở tổ. Đó, hàng Vetus này.
cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, giá đi bình dân chỉ có 15.000 thôi. Lên mã anh em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá, cây nhíp kẹp. Cây nhíp kẹp thì đang có giá là đi nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này đang có giá là đi 15k một cây nhá, 15k. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này nhá, 15k một cây. Các bác chuyên để các bác kẹp những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Đấy, dạng nhỏ xíu xíu ấy, các bác dùng cây này cho 15k một cây. Cái đầu nó rất là nhọn nên là các bác kẹp nó rất là dễ. Đó, 15k một cây nhíp kẹp không nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, nó là cái dòng pin pin dùng cho điều khiển remote này, là ví dụ như điều khiển cửa cuốn này, các bác xài con pin được chưa? Đấy, pin của nó thì cái mã của nó sẽ là pin 23V 12A nhá, 23V 12A. Đấy. Ví dụ các bác hay dùng những cái bộ điều khiển từ xa ấy, remote ấy, là các bác hay dùng cái pin này này. Đấy, rồi là đặc biệt là nhiều bác hay mua cái bộ remote này em ấy, về thì nhiều bác cứ bảo là nó hết pin rồi, không có pin thay, thì đây. Nay em về cho bác cái mã này để về các bác mua về các bác thay này, thay trực tiếp vào cái remote điều khiển từ xa của nhà bác để các bác xài nhá. Đấy, nhiều khi hết pin vì cái pin này rất là khó mua ấy. Pin này mấy anh em gọi là ôm lô thanh lý ít hàng công ty nó tuồn ra thì mới có những cái mã như này thôi. Đấy, pin 23A 12V nhá. Đấy, chuyên để các bác lắp ở remote điều khiển hoặc các bác lắp ở ví dụ như là cái remote điều khiển cửa cuốn ấy, nó hay dùng cái pin này này. Đó, về các bác xài. Nói chung là cái mã pin nó rất là dị nhá. Pin 23 12V. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán một viên này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 viên nhá. Lên mã cho em sẽ là cái pin 23 12V. Đó, 23 12V. Đang gửi bác một cái viên pin này là 10.000 một viên, 10k nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. 10k nhá, pin 23 12V nhá, 10k một viên nha. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về thêm cho bác đó là cái ghế inox này, ghế inox, ghế này thì giá bình dân thôi. Ghế này thì em báo giá luôn. Đang bán cho bác là 50k nhá, 50k lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái ghế inox nhá. Ghế inox dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp các bác, dạng thấp thôi, nó không phải dạng cao đâu. Dạng thấp view các bác hay ngồi nấu ăn nhà bếp này, ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, ngồi làm hàng làm quán nữa này. Ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. Nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Nhưng mà chất liệu toàn bộ bằng inox nhá, nên là các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy. Này, hàn nhựa các thứ này rất chắc chắn luôn. Có phần khung chéo này, cái xương chéo này các bác yên tâm ngồi nó rất là chắc. Đấy. Và cái phần mặt ghế này rất là to. Bình thường các bác mua những cái ghế nó rất là nhỏ ấy. Như con này mặt ghế rất to, mặt ghế nó gần 30 cơ. Đấy, mặt ghế của nó là 25 rồi này. 25 này, đặc biệt là bác nào mông to tí ngồi nó thoải mái, nó bìa ra được. Đôi khi các bác ngồi những con ghế bé ngồi nó bị cấn ghế nhá. Đấy, chân này có phần bọc cao su chống chân trượt ok luôn. Đấy, chiều cao của nó em đo luôn nhé, chiều cao nó rơi thấp thôi. Chiều cao nó khoảng tầm là đi có là chiều cao là khoảng tầm 12 nhá, 12 cm. Đấy, chiều cao khoảng tầm 12 cm. Nói chung là dạng ghế vừa vừa. Đấy, đặc biệt cho các bác ở nhà hay ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, đấy, ngồi ăn cơm nước này, đấy, ngồi làm việc những cái việc lặt vặt giờ ok. Đấy, sử dụng nhà một hai cái, nói chung nhà nào cũng nên có một hai cái nha, đôi khi rất là cần. Đó, rồi ví dụ như là mình ngồi bếp nấu bếp các thứ sử dụng ok luôn, rất chắc chắn luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn đây. Bình thường là các bác hay mua những cái con ghế nhựa này, như nhà em mua ghế nhựa, mỗi em mua ghế nhựa của Việt Nhật này, nhưng mà cũng không ăn thua, về cũng chỉ được một thời gian cái là nó bục hết cái đít này. Các bạn nhìn này, nó vỡ hết đít luôn, ngồi lâu nó bị vỡ hết đít. Đấy, thì các bác về dòng này yên tâm đi, ngồi em bảo hành bác luôn, vì ở đây nó làm cái sống này, cái sống là nó sẽ đệm giữa đây luôn, nên là nó ngồi rất là chắc, ngồi rất là chắc, nó bị bục hay nó bị võng luôn nhá, ngồi cực kỳ ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm với cái ghế inox dạng thấp nhá, ghế inox dạng thấp đó, 4 chân, giá sẽ là 50k cho một chiếc ghế inox dạng thấp nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao sưu tầm SA78 này. Đấy, con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, giá thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. Đó, hơn 200.000 một cây đâu nhá. Đây, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Hàng mới keng beng nha. Hàng con này của Colombia nhá, Colombia. Colombia này, USA nhá. Mã của dao của nó sẽ là mã dao SA78. Về các bác mua dùng để mình sưu tầm, mua để bày lên trang trí này, rồi các bác hay đi rừng đi phượt này. Đấy, đi rừng đi núi các bác xài này cho em rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm có ốp gỗ hai đinh tán đồng luôn này, vân gỗ lên cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có bo chuôi các thứ đầy đủ luôn. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Mã dao sẽ là mã dao SA78 nhá, phần sống dao rất là dày. Đấy, các bác có thể chặt này, thái thứ cho em ok luôn, cực kỳ ok. Đó, đi kèm này sẽ có là một cái bao đựng nhầy nhá, một cái bao đựng nhầy để ví dụ như là mình
các bác có đeo vào cái phần hông thắt lưng ấy, thì các bác xỏ cái dây hông vào cái lỗ này, đấy cái dây thắt lưng vào cái lỗ này các bác đeo vào hông này, đấy rất ok. Lúc nào dùng thì mình rút ra, không dùng bác bỏ vào cái bao này chứ. Đấy vừa bảo vệ tránh bị va chạm khỏi lưỡi phần lưỡi dao đầu dao, đấy cũng như là bảo vệ phần lưỡi em nhá, bảo vệ chính bản thân các bác luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cả bộ như này là cả cây cả vỏ này. Giá sẽ là đi giá của nó sẽ là 250.000 một cây nhá, 250.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao dao SA78 này. Đấy, dao siêu tầm SA78 này. Giá sẽ là 250.000 một cây. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, giá rất tốt nhá. 250.000 một cây dao siêu tầm SA78 bao ship tận nhà. Đi kèm cho bác là cả một cái vỏ bọc này luôn nhá. Đấy, cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đó là full bộ nhai là cả vỏ bao cả bọc là cả dao là 250.000 một cây nhá. Đấy, các anh cùng ngắm lại này, cầm rất vừa tay luôn. Đấy, cầm rất vừa tay, cầm nặng trịch luôn nhá. Đó. 250.000 một cây thôi. Mã dao siêu tầm SA78 nhá. 250.000 một cây bao ship nhà luôn. Nhiều bác hỏi là cái con lưỡi này có sắc không thì cam kết bác là cực kỳ sắc luôn. Con này thì cực kỳ ngọt ngào, lưỡi sắc lắm, lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, các bác mua về chặt thái ok luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái giá đỡ bát sen này, cái giá đỡ bát sen để về các bác nhà mà các bác hay đang hỏng cái bát sen, đang hỏng cái giá đỡ bát sen ấy. Ở nhà thì các bác mua cho em cái này về các bác thay. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải đục đẽo gì, về các bác chỉ việc bóc cho em cái lớp bảo vệ băng 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 dính bên trong này. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp này ra. Đấy, các bác bóc vào như này. Bóc cho em cái lớp bảo vệ này ra, sau đó các bác dính trực tiếp vào lên tường nhá, dính trực tiếp lên tường rồi là lên gạch men đá hoa thứ là rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác sử dụng mình treo bát sen là thứ lên nó đẹp sang trọng nhá. Giá em đang bán một cái giá đỡ bát sen này, lên lại em sẽ là cái sản phẩm mà cái giá đỡ bát sen, giá đỡ bát sen nhá. Giá đỡ bát sen này đang có giá là đi 30k một chiếc nhá, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Đây em quay trực tiếp cái anh em đang xài đây, nó cực kỳ là chắc luôn mà rất là lâu, rất là bền rồi, em xài nó còn tầm gần 2 năm này, rất là bền. Đó, và rất là hay. Về các bác đỡ phải khoan đục nhiều lần, về chỉ việc dán ra, bóc ra dán trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần đục, khoan đục ấy. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đây này bác ơi, cái anh em đang dùng đây này, cái anh em đang dùng thì nó là khác màu kia này. Đấy, nhưng mà dính vào rất là chắc luôn nhá, dính vào các bác cứ giật thoải mái luôn, giật cho em thoải mái, đu thoải mái luôn, dính cực kỳ chắc nhá và rất là hay. Đấy, nó có điều chỉnh cả các mức các nấc luôn này, rất là hay nhá. Đấy, về các bác chưa có cái hoặc là hỏng cái giá đỡ cũ như mình thì các bác mua này về các bác thay, không cần phải khoan đục gì, chỉ việc vệ sinh sạch cái chỗ các bác cần dán, sau đó các bác dán trực tiếp vào là nó ăn nó ok. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. 30.000 một cái giá đỡ bát sen này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, dụng cụ ép chanh bằng inox luôn nhá, dụng cụ ép chanh inox luôn, về các bác dùng để cho quả chanh và quất các thứ vào đây các bác ép này. Đấy, bác chỉ việc cho đây các bác ép này, ép là lấy nước này, còn nó giữ lại cái hạt cũng như cái bã. Đấy, mình đỡ phải lọc hạt nhiều, chỉ việc cho đây ép cho em cái xong. Đấy, dùng xong các bác rửa giấy đi ok, inox 304 luôn, cực kỳ ok, chắc chắn nhá. Giá thì bình dân thôi, bên em đang bán một cái dụng cụ ép chanh này với giá sẽ là 30k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái dụng cụ ép chanh hoặc là cái ép chanh cũng được. Đấy, dụng cụ ép chanh nhá, ép chanh này bằng inox nhá, là 30k một cái dụng cụ ép chanh này, 30.000 một cái nhá, dùng rất là hay. Đấy, về cho các bác cắt quả chanh nha, cắt đồ chanh nha, cho đây cái bấm dập cho em xuống cái là ok. Đấy, vắt kiệt nước luôn mà còn lọc được cả hạt luôn, rất tiện dụng. Đấy, vắt xong cái các bác hất ra cái lại cho quả khác vào, có vắt nhá. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm nghề pha chế này các thứ này, rồi là các bác ở nhà. Đấy, mình cho đây mình vắt pha nước chanh trước các thứ ok này. Đấy, rồi là dùng lấy nước cốt chanh cũng rất ok. Dụng cụ ép chanh bằng inox nhá, 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, 30k một chiếc thôi, giá rất là hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái khăn này là cái khăn lau tay treo tường nhá, cứ lên mã với em sẽ là cái khăn lau tay treo tường. Đấy, khăn lau tay treo tường này, khăn lau tay treo tường nhá. Cái con này thì giá bình dân thôi, bên em đang bán cho bác là 10k một cái nhá, 10k một cái khăn lau tay treo tường này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, thì về ở đây nó có sẵn một cái móc này này, về các bác kiếm có cái lỗ đinh ấy hoặc có những cái phần móc ấy các bác móc lên. Đấy, và khi mà móc lên, ví dụ như mỗi lần mình nấu nướng xong mình có cái mình lau tay nó khô đi, hoặc là đặc biệt ví dụ mình đang tay ướt mà mình ví dụ mình muốn nghe điện thoại hoặc là mình làm việc gì đó. Đấy, thì có thể là các bác chạy ra hơi bất tiện thì các bác dùng cái này, các bác dùng để lau tay lau trước các thứ cho em nhá. Đấy, lau tay lau cho nó khô tay trước để mình làm được nhiều việc khác nhau này. Đấy, nó là dạng nỉ nhá, dạng bông nỉ cực kỳ thấm hút nước luôn,
Và cái con này là các bác có thể là mỗi lần dùng nó có thể là nó đen nó bẩn đi một chút thì mình có thể mang ra mình vệ sinh, giặt giũ sạch sẽ, phơi khô xong lại mình mang vào dùng tiếp luôn. Nói chung là tái sử dụng được nhiều lần, và hay của nó là nó có cái móc đeo này này. Đấy là các bác kiếm những cái lỗ đinh ấy. Đấy, nhưng mà những cái chỗ mà nó có cái móc, các bác móc lên và cứ thế là các bác móc vào những cái chỗ bếp rác mà mình lau. Đấy, lau tay đỡ dầu mỡ này. Đấy, rồi là mình lau, đôi khi mình cần kiếp mình lau để nghe điện thoại này, lau tay để mình nghe điện thoại các thứ này. Ok luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái. Lên mã giúp em sẽ là cái khăn khăn lau tay nhá. Khăn lau tay treo tường. Đấy, khăn lau tay treo tường. Bên em đang bán cho bác là 10k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bộ xi đánh bóng giày nhá, bộ xi đánh bóng giày. Đấy, chuyên để các bác đánh cho giày da, đồ da, ví dụ như là giày da này, bốt da rồi giờ là quần áo dạng đồ da. Là các bác dùng cho em cái này. Các bác đánh vào cực kỳ bóng và rất là sáng, rất là mới đồ luôn. Đặc biệt các bác đang dịp Tết chất, các bác đánh những đồ đồ da này mình rất ok nhá. Đấy, nó vừa bảo vệ da, giúp da da đồ da bác dưỡng ẩm tốt là không bị khô này, rồi là nó sẽ bền hơn các nhá, đồ da sẽ bền hơn. Đấy thì nó sẽ gồm có một cái cục bông, bên trong là nó sẽ có tẩm hết dầu các thứ rồi. Đấy, và đi kèm một cái lọ này nữa các nhá. Một cái lọ này thì hết thì các bác tra cái lọ này vào là ok. Đó thì đây. Về thì các bác chỉ việc là dùng, các bác đánh vào này. Đấy, các bác đánh vào nó sẽ bóng lên nhá. Đấy, sẽ bóng lên. Đó, nó sẽ bóng lên rất ok đây. Để em lấy thử những cái gì em đánh cho bác coi. Đây là đây em có nhìn này. Đấy thì khi mà đánh thì nó sẽ ra một cái dạng dung dịch bóng này. Đấy, vừa tạo bóng vừa tạo độ ẩm nhá. Đấy các bác nhìn này đánh nha. Đấy nó khác hẳn luôn. Rất là hay nhá. Nó gọi là cái xi đánh cái bộ sản phẩm xi đánh giày da, đồ da nhá. Xi đánh giày da, đồ da. Thì cứ lên mã cho em sẽ cái bộ sản phẩm là cái xi đánh giày da. Bên em đang bán một cái bộ này. Đây bao gồm là một cái lọ này nữa. Đấy, với một cái bộ này là 30k nhá. 30k. Lên mã cho em sẽ cái bộ xi đánh bóng giày da nhá. Xi đánh bóng giày da, đồ da. Đấy. Giày da, đồ da này là 30.000 một bộ nhá, bao gồm là một cái cục mút đánh này và một cái lọ dung dịch này nữa. Là 30k một bộ nhá, 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái rổ chắt nước, hay bên em hay gọi là cái rổ vo gạo đấy. Đấy, ví dụ các bác hay vo gạo, vo đỗ, vo những cái dạng hạt này. Đấy, bình thường là các bác hay cho vào giá trước các thứ là nó mất công. Đấy, về các bác cho vào cái này chưa. Đấy, khi mà các bác chắt nước ra thì các bác nhìn này, ở đây nó cái lỗ li ti. Đấy, các bác chắt nước ra nhá thì nước nó vẫn sẽ kiệt hết mà nó vẫn giữ lại toàn bộ gạo nước, nó không bị văng ra ngoài nhá, không bị văng ngoài, dùng rất là hay luôn. Đây nó có cái phần tay cầm. Đấy, chất liệu toàn bộ bằng nhựa PVC cao cấp. Đó, rất ok luôn. Giá này bên em của bác giá bình dân thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái rổ chắt nước hoặc là cái rổ bộ rổ vo gạo đều được, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo. Đấy, giá bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái chiếc rổ chắt nước hoặc một cái rổ vo gạo nhá. 20.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Vo gạo truyền thống cho gia đình bạn. Đây này, có gì này. Nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng rổ lọc. Mấy bạn hậu đậu như đấy, bình thường là các bác hay cái vo gạo này đấy, cứ hay bị đổ văng gạo ra nhá. Đấy thì các bác đong gạo đây, sau đó các bác vo. Thì khi mà các bác chắt nước ra nó ra rất là tiện luôn. Đó, các bác nhìn này. Bao biển siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo. Đấy, có nhìn này, chắt nước mà. Đấy, chắt nước rồi là các mình vo những cái các dạng hạt này. Rồi các bác ví dụ mình về mình rửa hoa quả vào đây được. Đấy, các bác rửa hoa quả vào đây được. Cho hoa quả đây các bác rửa. Đấy, rửa xong các bác chắt nước cá là ok, nó nước nó sẽ trôi hết ra vì đây nó có những cái lỗ này. Đấy, nó gọi là cái rổ chắt nước vo gạo nhá. Giá anh em đang bán một cái rổ này là 20.000 một chiếc nhá. 20.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái con dao sưu tầm này. Lên mã em sẽ cái cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, cây dao sưu tầm S1, cây này thì giá bình dân thôi. Thì em đang gửi bác là giá một cây dao sưu tầm S1 này với giá sẽ là đi 30k nhá, 30k một cây, 30k một cây đây. Đấy, rất chất lượng luôn, cực kỳ sắc bén nhá, quá ok này. Đó. Con này thì chiều dài tổng thể nó rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Các bác mua về để sưu tầm này, mua về đi rừng đi phượt gọt hoa quả rất ok luôn, rất đẹp, có phần vỏ bao đựng đầy đủ luôn nhá. Đấy. Và phần vỏ ngoài này vân đá lên nhìn rất ok. Đó, rất chất lượng luôn, chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái cây dao sưu tầm. Cây dao sưu tầm S1 nhá. Cây dao sưu tầm S1 này. Dao sưu tầm S1 nhá, mã sẽ là S1, giá đang gửi bác là đi 30k một cây thôi, 30.000 một cây. Giá rất hạt rẻ luôn. Mã sẽ là mã dao S1 nhá. Đây các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Lưỡi cực kỳ sắc bén nhá, lưỡi bao sắc bác luôn, sắc bén lắm, nhìn rất đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có phần vỏ bao đựng. Đấy, nhìn bình thường này các bác nhìn không biết là con này là con dao luôn. Đấy. Nhưng mà mở ra biết bên trong nó con dao. Đó, ok luôn. Đấy, nhìn thiết kế kiểu dạng thiết kế kiểu Nhật Nhật này. Đó, ok. Đó. 20k một cây nhá. Dao sưu tầm mã dao sẽ là mã dao S1 nhá. Đấy, có cả vỏ bao đựng đầy đủ luôn là
30.000 một cây nhá, 30.000 một cây nha, rất đẹp đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán riêu đây cho em thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28 cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này, tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây còn đây là phần lòng chảo này, đấy lòng chảo 28 cm, khá thoải mái về các bác sán rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá, về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già dầu lên, đấy thì rán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế, các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên, đấy thì rán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính các bạn. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là rán nó rất là dễ dính các bác nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo tổ ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu thì em thoải mái luôn con này. Nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân, nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28 cm. Về các bác rán xào nấu ở đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Rán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các có thể cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led
chip nguyên này. Đó, còn đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng khoảng là 10 cm. Chiều cao này. Chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này. Hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây, đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này. Nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bác nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không các bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây.
Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn nó. Em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.